Hôm Dạ. nay bộ môn phân công cho tôi làm việc với các anh chị về cái chuyên đề miễn dịch. Thì tôi sẽ báo cáo với các anh chị về cái chuyên đề về cái phần HLA, tức là cái human leukocyte antigen, tức là cái kháng nguyên hòa hợp vô HLA. Thì như các anh chị biết rồi, trong cái hệ thống miễn dịch của chúng ta đó là cái hiểu nôm na tức là cái khả năng miễn dịch, tức là khả năng mà cơ thể chúng ta chống lại với những sự xâm nhập của những cái yếu tố lạ vào trong cơ thể của chúng ta, cũng như là cái vai trò của cái hệ thống miễn dịch là nó giúp cho cơ thể loại bỏ những cái thành phần mà tổn thương, những cái thành phần mà những cái tế bào mất bản chất hoặc những cái tế bào bị nhiễm virus hoặc là bị thương tổn. Thì những cái hệ thống về những cái tế bào miễn dịch nói riêng và hệ thống miễn dịch nói chung thì đây là một cái phần của cơ thể giúp cho cơ thể chúng ta giữ được sự hoạt định của nội mô của chúng ta. Do đó thì cái việc mà cái hệ thống miễn dịch nói chung và những cái tế bào miễn dịch nó riêng làm thế nào để có thể nhận định được những cái gì mà những cái tế bào miễn dịch phải chống để loại bỏ ra khỏi cơ thể để giữ sự hoạt định nội mô, thì một trong những cái thành phần mà quyết định rất là quan trọng trong vấn đề này chính là cái kháng nguyên hòa hợp mô. Thì cái từ kháng nguyên hòa hợp mô thì xuất phát từ cái hệ chính, người ta gọi nó là hệ MHC, tức là M là measure, H là histocompatibility, còn cái C tức là complex. Tuy nhiên thì cái từ MHC thì nói chung thì cũng được đề cập, tuy nhiên trong lâm sàng thì để nói về cái hệ MHC thường người ta dùng từ HLA để người ta biểu lộ cái bản chất của cái phần tử MHC của cơ thể. Thì tại sao? Tại vì khi nghiên cứu cái phần tử MHC thì người đối với ở góc độ trên các một số các labo thường người ta sử dụng cái tế bào lympho để người ta nghiên cứu về cái hệ MHC của cơ thể. Do đó thì từ đó thì người ta cái đặt cái tên gọi là HLA, tức là human leukocyte antigen, tức là kháng nguyên trên cái tế bào lympho của người, tức là cái kháng nguyên hòa hợp mô trên tế bào lympho của người. Thì nó là cũng có thể đại diện cho cái phân tử MHC của cơ thể của chúng ta. Do đó từ đó thì cái từ HLA được sử dụng nhiều ở góc độ lâm sàng cũng như cận lâm sàng nhiều hơn. Còn cái từ MHC thì thường người ta sử dụng trong một số các theory lý thuyết trong những cuốn sách. Thì các anh chị khi đó khi đọc thì các anh chị cũng để ý là MHC cũng chính tức là phân tử HLA, thì hai cái từ đó. Như vậy thì đây là một cái thành phần rất là quan trọng trong cấu trúc mô của con người để giúp cho những cái tế bào miễn dịch biết cái gì của ta và không phải của ta. Thì cái gì của ta thì sẽ không chống, và những cái gì không phải của ta thì nó sẽ chống lại để nó tiêu hủy đi để giữ sự đàn bộ nội mô. Hoặc là những cái tế bào của chúng ta bị nhiễm, bị tổn thương, bị hư hại, hoặc một số các mô chúng ta bị hoại tử, thì những cái tế bào có thẩm quyền miễn dịch nó nhận biết để nó có thể loại trừ ra khỏi ngoài cơ thể. Thì đó là cái vai trò của cái phân tử MHC nói chung và phân tử HLA nói riêng để giúp cho những cái tế bào miễn dịch chúng ta có thể định hướng được để chúng có thể hoạt động làm sao để nó hoàn chỉnh nhất trong cơ thể chúng ta. Vậy phân tử HLA là cái thành phần như thế nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ làm việc với nhau. Thì đây là mục tiêu bài. Thì khi nói đến phân tử HLA thì chúng ta cũng tìm xem coi lịch sử người ta phát hiện cái phân tử này như thế nào. Thì có lẽ thì cái người đầu tiên để khám phá được cái phân tử HLA phải nói về cái công trình nghiên cứu của ông Zinnerse. Thì ông Zinnerse này thì là người khám phá, ghi nhận được cái phân tử HLA đầu tiên
thì ông chỉ ghi nhận được hai phân tử thôi, tức là H là A2 tức và H là A28. Thì bây giờ thì người ta đặt tên là A2 là A28, chứ ngày xưa người ta nghiên cứu ở trên chuột, người ta gọi là những cái phân tử nít ở trên chuột thôi, và nó có tên không phải như vậy. Nhưng sau này người ta phát hiện ra những cái cấu trúc này nó có dạng của những cái phân tử mà ta sắp xếp theo cái quy định của quốc tế, thì người ta đặt tên là A02 với là A28. Nhưng thực ra lúc đầu thì cái tên A02 và A28 này không phải là của Jensen đặt ra đâu nha các anh chị, nhưng mà ông là người đầu tiên đã phát hiện ra hai cái phân tử này đầu tiên, để là cái tiền đề để giúp cho những cái công trình khác người ta tiến hành, và ngày nay thì chúng ta biết nó tương đối nó hoàn chỉnh khi người ta nghiên cứu về cái phân tử HLA, tức là cái cấu trúc hóa học mô chính ở người. Thì Jean Dossier thì ổng nhận định bằng năm 1958, tức là cách đây đã 64 năm rồi. Thì ổng là người đầu tiên để khai phá ra vấn đề về phân tử HLA trên góc độ về ghép tạng. Đó là cái cơ bản đầu tiên của Dossier nghiên cứu là vấn đề về ghép. Và ổng xem coi giữa cái ghép nó có quá trình người ta ghép thì người ta thấy cái hiện tượng thai ghép, thì ông biết tại sao có vấn đề thai ghép trên chuột như vậy. Thì sau dần dần thì ông mới phát hiện ra là cái tính không hòa hợp mô giữa cái người cho và người nhận, con vật cho và con vật nhận, những cái mô của nó, cái tạng của nó thì nó không có giống với nhau, thì trên một góc độ phân tử nào đó thì nó sẽ loại bỏ đi. Và từ từ thì ông nghiên cứu để khám phá, và ông khám phá được cái gì thì chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp. Thì trở lại thì trước khi tìm hiểu về những cái thành tựu của Dossier thì chúng ta cũng điểm qua xem ông Dossier là người như thế nào. Thì Dossier thì ông Jean Dossier thì ông sinh vào năm 1916 các chị ở Toulouse ở Pháp, và ông mất vào năm 2009, tức là cũng khoảng 90 mấy tuổi thì ông mất. Thì ông mất ở Tây Ban Nha. Thì sinh một nơi, và cái xuất phát điểm của Dossier ông là một cái y sĩ về y học, và sau đó thì ông học dần lên, và qua những cái cuộc chiến tranh thế giới thì ông trưởng thành, và bắt đầu sau đó thì ông đi vào hệ nghiên cứu và làm việc. Và một trong những nơi mà ông có làm việc là ở Pháp có, ở Bỉ có. Ông có làm việc một số nơi, và sau đó cuối cùng cuộc đời ông thì ông lại về Tây Ban Nha để ông làm việc, và ông mất tại Tây Ban Nha. Và ông những cái công trình nghiên cứu thì đáng kể nhất là về vấn đề cái nghiên cứu về ghép tạng, và ông khám phá được cái phân tử HLA này. Và cho đến năm 1980 thì cái thành tựu của Dossier thì mới được thế giới công nhận thông qua một cái giải Nobel về y học vào năm 1980. Thì cách đây cũng 40 mấy năm rồi ha. Thì trở lại thì năm 1980 thì khi mà phát người ta trao giải Nobel và thế giới biết được cái vai trò của HLA trong công trình nghiên cứu của Dossier thì nó cũng là một cái tiếng vang rất là lớn. Và năm đó thì tôi đã học y rồi, thì tôi cũng biết được một số đàn anh đàn chị cũng bàn luận rất là nhiều về cái giải Nobel y học vào năm 1980 của Dossier. Nhưng mà lúc đó thì mình chỉ là sinh viên thôi, thì tôi cũng không có một cái khái niệm về phân tử HLA như thế nào, thì nghe như thế thôi nhưng mà không có một khái niệm. Nhưng mà không ngờ thì sau quá trình làm việc thì tôi lại là người đi theo về cái nghiên cứu về cái mảng HLA, và tôi đã qua Bỉ để học về cái vấn đề này, và đã có dịp làm tham quan được cái nơi làm việc của Dossier ở Bỉ. Như vậy đúng gọi là cũng một điều hãnh diện ha. Tuy nhiên là không thấy mặt, nhưng mà cái phòng làm việc của ông vẫn còn giữ lại ở Bỉ để người ta làm cái nơi lưu niệm một cái nhân tài.
về y học của thế giới. Đó là cái ông đó C này, tôi nghe đồn ông không có cao lắm đâu ha, nhưng mà ông rất là hiền. Đây là hình ảnh của ông Jean đó C, người được giải Nobel về y học, nghiên cứu về phân tử hạt lạc. Thì từ 1900 năm ông nghiên cứu, thì các anh chị thì vào năm 1958 thì bắt đầu ông nghiên cứu, thì 5 năm sau thì tức là năm 1963 thì người ta phát hiện ra không phải chỉ có hai cái phân tử HLA như là ông Dose nghiên cứu lúc ban đầu, tức là A2 và A28, mà người ta thấy nó bắt đầu, người ta khám phá ra cái phân tử này nó thể hiện rất là đa dạng, tức là cái tính đa kiểu hình của nó. Và từ đó người ta thấy không phải, mà nó có rất nhiều cái phân tử đại diện cho cái cấu trúc về cái hóa học mô ở trên loài người. Nó không đơn giản chỉ hai mà nó rất là nhiều, tí nữa chúng ta xem nó nhiều bao nhiêu ha. Ở góc độ về mặt kiểu hình. Thì tới đây thì tới năm 1963 thì người ta chỉ nghiên cứu được kiểu hình, lúc đó người ta chưa có tiến sâu để nghiên cứu về kiểu gen. Thì sau này nữa thì chúng ta sẽ thấy nó còn phức tạp hơn. Thì đối với kiểu hình thì kiểu hình thì tương đối đơn giản hơn, nhiều kiểu gen thì nó là càng phức tạp hơn. Thì người ta lấn sâu vào. Thì năm 1963 thì người ta phát hiện trên kiểu hình thôi. Thì đồng thời năm 1963 thì người ta đổ xô vào nghiên cứu phân tử HLA này, tức là cấu trúc hóa học mô. Thì trong đó có phải nói về cái công trình của Crossbase và Walter the Bosmer. Thì ông đã xác định trên cái cấu trúc của những cái kháng nguyên hóa học mô trên chuột, gồm có A1, A2, tức là LA1, LA2, LA3, nó tương đương với là HA lớp 1, HA, A1, A2 và A3 ở trên người. Thì tới 64, năm 1954, thì người ta đã đưa ra một cái kỹ thuật người ta gọi là đọc tế bào, tức là cytotoxic, ra đời. Và kỹ thuật này tạo thành một cái bứt phá rất là ngoạn mục để giúp cho người ta có thể nghiên cứu về kiểu hình của phân tử HLA, và nó phục vụ rất thành công trong vấn đề ghép tạng. Mà trước đó người ta không hiểu lý do tại sao khi ghép một cách ngẫu nhiên tạng của những cái con vật hoặc ở trên những cái người thì với nhau, thì người ta không hiểu tại sao nó lại bị loại ra. Thì bây giờ nếu trên một phần cái công trình nghiên cứu và người ta tìm ra kỹ thuật cytotoxic, tức là đọc tế bào, thì nó giúp cho người ta tìm hiểu ra về khi mà ghép những cái người có cùng một kiểu hình thì cái vấn đề thải ghép đó nó hạn chế rất là nhiều. Thì đó là một cái bước ngoặt, một kỹ thuật để giúp cho cái rất nhiều sự thành công của những cái ca ghép trên thế giới khi nghiên cứu về phân tử HLA này. Thì đến năm 63 thì đến năm 65 thì người ta bắt đầu nghiên cứu về cái gen và trên cái học thuyết ALEN của phân tử HLA. Và mãi cho đến năm, từ năm 65 cho đến năm 84 thì người ta mới phát hiện ra được cái mối tương quan liên quan giữa HLA và bình HLA về với ghép tạng. Và cũng trong năm nay, tức là năm 1984, thì người ta phát hiện ra một cái phần tử, tức là HLA-DQ, và nó đóng một vai trò rất là then chốt trong vấn đề thải ghép. Tí nữa chúng ta sẽ hiểu DQ là tại sao nó quan trọng như vậy. Và tới năm 1987 thì hàng loạt các kỹ thuật về thuyết huyết thanh học và kỹ thuật xác định HLA trên cái DNA, tức là trên gen, được hoàn thiện dần. Và đến năm 1992 thì kỹ thuật VCSO ra đời, và năm 1993 thì kỹ thuật SSB ra đời. Thì may mắn cho tôi là tới năm 1993 là năm tôi qua bên Bỉ để tôi làm việc với lại cái lab
của Bỉ về HLA, thì cũng là cái năm mà tôi được tiếp xúc với lại cái kỹ thuật SSP. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng chưa có một khái niệm nó rõ ràng lắm đâu. Thì một cái kỹ thuật mới thì về thì người ta cũng đang mần mò để người ta hoàn thiện dần. Thì tôi cũng nằm ở trong cái ekip để làm việc chung thì cũng hiểu về nguyên tắc để là làm như vậy. Nhưng mà rất tiếc là cái thời gian đó thì những cái hóa chất để làm những cái này tương đối là mắc, do đó mình cũng không có được làm nhiều, tức là chỉ làm được vài mẫu thôi để người ta cho mình có cái khái niệm, chứ cũng không được tham gia để làm nhiều, tại vì hóa chất rất là mắc các anh chị ha. Ra thời điểm này thôi mà cho tới ngày nay thì nó vẫn mắc, tại vì xét nghiệm để xác định về cái phân tử HLA ở người trong cái hoạt động ghép hoặc là một số các ứng dụng của phân tử HLA trong y học, thì người ta thấy những xét nghiệm này giá thành ngày nay vẫn còn mắc nhé. Đối với kỹ thuật về về gen học nó vẫn mắc như thường ha, chưa có không có rẻ lắm đâu. Như vậy thì trở lại vấn đề, thì năm 1992 và năm 1993 thì người ta có hai kỹ thuật PCR-SO và PCR-SB để ra đời để người ta nghiên cứu về cái phân tử HLA này. Và tuy nhiên thì thành tựu thì rất là nhiều, nhưng mà khi người ta nghiên cứu về cái gen thì để xác định phân tử HLA thì người ta thấy là trong một kiểu hình có rất nhiều kiểu gen nó quy định một kiểu hình. Từ đó thì người ta thấy để hai người có cùng một kiểu gen với nhau khi không có quan hệ thống thì rất khó có cái sự trùng lắp để mà người ta tiến hành ghép một cách hoàn hảo nhất. Do đó người ta thấy thì khi phát hiện ra cái kiểu gen này nó lại đẻ ra một vấn đề cái người ghép rất là nhiều nhiều cái sự bàn luận rất là nhiều trong những cái hội nghị ghép, người ta bàn luận rất là nhiều để người ta thấy là đối với một kiểu gen mà đã kiểu hình đã khó rồi thì kiểu gen nó lại rất là khó. Như vậy thì vấn đề ghép đó nó có bị trở ngại hay không, có trở ngại hay không trong vấn đề ghép. Thì sau đó thì người ta cũng đưa ra một số các quy định mà nếu có dịp thì chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay hoặc là vào tuần sau để người ta sẽ quy định như thế nào trong vấn đề chọn những cái người ghép, mặc dầu không chỉ giống kiểu hình không giống kiểu gen thì có được hay không. Và như vậy thì cái vấn đề thải ghép nó như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Thì trở lại thì chúng ta thấy đây là năm 1992 và 93 là bước phá của phân tử HLA để nghiên cứu về HLA trên kỹ thuật gen, tức là kỹ thuật sinh học phân tử. Và trên cái thành tựu này thì người ta thấy người ta còn phán phá ra một số cái phân tử HLA khác. Thí dụ như là Kg hoặc là Ơ vân vân, và những vai trò của những cái HLA này trong y học như thế nào, thì có lẽ là chúng ta cũng không có thời giờ để tôi báo cáo về HLA-G, HLA-Ơ như thế nào. Tại HLA-G này nó có liên quan đến vấn đề thai ha, mà thai nhi rất là nhiều. Những cái người mà không có phân tử HLA-G khi mang thai thì chắc chắn một điều là thai nó sẽ không có tồn tại ở trong cơ thể chúng ta. Thì các anh chị biết rồi, thai nhi bản chất là một mảnh bán ghép của người mẹ, của người con trong cơ thể của người mẹ, là một mảnh bán ghép, tại vì chỉ có một phân nửa cấu trúc mô của người con giống, còn một phân nửa giống mẹ, còn một phân nửa là của cha. Do đó người ta gọi là một mảnh bán ghép trong cơ thể của người mẹ khi đứa con nằm ở trong cái tử cung. Và như vậy thì vấn đề chắc chắn sẽ có vấn đề loại bỏ những cái cấu trúc mô mà không giống cơ thể của người mẹ, thì tế bào miễn dịch nó sẽ nhận định ra nó là đây là lạ thì nó chống. Nhưng tại sao nó chống không được và cái thai vẫn tồn tại cho đến 9 tháng 10 ngày đi ra để có thể sanh ra được, là chính nhờ sự hiện diện của phân tử HLA-G này. Mà chúng ta không có điều kiện thì tôi không có giúp để các anh chị trình bày thôi. Thì ai có đi về bên nghiên cứu về sản thì chúng ta có thể tìm hiểu về phân tử HLA-G nha.
Như vậy thì tóm lại thì trải qua gần 50 năm, tức là năm thập niên, thì đầu tiên phải nói đến công trình của Roche, sau đó thì nhiều công trình nghiên cứu khác đã nghiên cứu về trên phân tử HLA này. Và sự thành tựu khi nghiên cứu phân ta cũng đóng góp rất nhiều cho cái nền y học chúng ta nói chung và đặc biệt đối với ngành miễn dịch học nói riêng. Thì như vậy thì trả lời vấn đề chúng ta xem cái phân tử HLA là cái gì và tại sao khi nó đến kiểu hình rồi đến kiểu gen. Thì bản chất đây là một trong những cái thành phần cấu tạo của cơ thể chúng ta và nó có mang tính chất di truyền tại vì nó liên quan đến về gen học. Thì cái cụm gen để mà quyết định sự tổng hợp ra phân tử HLA đưa lên bề mặt của các tế bào có thẩm quyền miễn dịch cũng như là cái những cái thành phần trên cấu trúc mô của cơ thể chúng ta, đặc biệt trên những cái tế bào có nhân, thì quá trình sinh tổng hợp phân tử HLA này nó sẽ được quyết định bởi một cái cụm gen nằm ở trên cái nhánh ngắn của nhịp sắc thể số 6. Thì đây là một cái đoạn gen nó vào khoảng 4.000 kilodalton bytes và nó nằm trên, nhắc lại, nó nằm ở trên nhánh ngắn của nhịp sắc thể số 6 nha các anh chị, và nó có khoảng 1/3.000 cái khối lượng thông tin di truyền của cơ thể, tức là nó chiếm vào khoảng 1/3.000 những cái khối lượng thông tin di truyền của cơ thể chúng ta được quyết định bởi cái chuỗi DNA. Và cái phân tử HLA này thì chúng ta nó trên cái phần mà cái nhịp sắc thể số 6 thì nó có 3 vùng để tổng hợp ra ba cái phân tử HLA, tức là HLA lớp 1, lớp 2 và HLA lớp 3. Như vậy thì chúng ta xem coi lớp 1 nó tổng hợp cái gì từ đâu, lớp 2 gồm có được tổng hợp từ đâu và lớp 3 được tổng hợp từ đâu trên cái cấu trúc gen của nó. Thì đây là một cái nhịp sắc thể số 6, thì các anh chị ở đây là centromere. Thì cái phân tử nhánh nhánh ngắn của nhịp sắc thể số 6, đây các anh chị, đây là cái nhánh dài ha, còn đây là nhánh ngắn của nhịp sắc thể số 6, thì người ta phóng đại nó nằm ở cái vùng này. Và sau đó thì người ta phóng đại ra thì nó có ba lớp để tức là cái gen này nó sẽ tổng hợp được ba lớp, lớp 1, lớp 2 và lớp 3 phân tử HLA. Thì lớp 1 thì có những gì thì các anh chị ngó cái màu cam ở đây ha, thì chính là ở đây thì lớp 1 nó sẽ tổng hợp cho chúng ta ra cái phân tử là A B C ha, H là E, H là G, H là F đó. Còn cái vùng màu rêu này thì nó sẽ tổng hợp cho, tức là lớp 3 thì nó tổng hợp ra một số cái thành phần như là bổ thể ha, những cái protein sốc nhiệt đó ha, thì vân vân, hoặc là những cái interferon ha. Thì đây là cái vùng mà để nó tổng hợp một số các sản phẩm sinh học ở trong cơ thể chúng ta, mặc dù nó không phải là cấu trúc của phân tử HLA nhưng nó liên quan đến cái vùng người ta là cái vùng để tạo ra HLA3 ha. Còn HLA lớp 2 thì đây là nó sẽ tổng hợp cho chúng ta rất nhiều cái phân tử như DQ nãy mà chúng ta DE, DQ ha, và DB nãy chúng ta đây đây là phân tử HLA lớp 2. Ngoài ra nó còn một số các thành phần khác thôi, thì chúng ta để ý đến DE, DB, DQ, tức là ba cái phân tử HLA được tổng hợp ở cái thành phần lớp 2 trên cái chuỗi ngắn của nhịp sắc thể số 6. Lớp 1 thì gồm có A, B, C, thì các anh chị chú ý cho tôi cái này ha. Và cái DA, DB, DQ của lớp 2 và ra một số các sản phẩm sinh học khác là ở phân tử HLA lớp 3. Thì như vậy thì trở lại vấn đề thì cấu trúc của phân tử HLA lớp 1 như thế nào các anh chị? Thì HLA lớp 1 là một cái chuỗi glycoprotein xuyên màng. Nó xuyên màng tức là có một phần nó nằm ở trong nội bào tương. Một lần thì một phần nó qua đâm qua cái màng của tế bào và một phần thì nó nằm ở bên ngoài màng của tế bào. Do đó ta gọi đây là một cái chuỗi phân tử glycoprotein nó xuyên màng và nó rất là
đa kiểu hình, thì không phải cá thể nào cũng giống nhau về cấu trúc này đâu. Mặc dầu nó là lớp 1, tên nó là lớp 1 hết, nhưng mỗi cái phần tử nó thể hiện một cái thành phần khác nhau của nó. Tí nữa chúng ta cái phần nó khác nhau như thế nào, ở vị trí nào để giúp cho người ta có thể phân biệt được nhiều kiểu hình của phần tử khác là lớp 1. Như vậy thì đây là một cái cấu trúc về phân tử, và nó trọng lượng phân tử của nó vào khoảng 44 kilo đa, và nó gồm tổng cộng là nó tổng hợp được 336 axit amin và chia làm 3 vùng. Như này chúng ta đây là vùng xuyên mạc, thì vùng ngoại bào thì đây là vùng ưa nước, thì nó có vào khoảng 281 axit amin nằm ở bên ngoài. Còn cái vùng mà đâm qua cái màng đó thì nó vào khoảng 24 các axit amin, và cái vùng nằm ở trong nội bào tương thì nó vào khoảng 31 axit amin. Như vậy thì đây là một chuỗi gồm 338 axit amin tất cả. Cái vị trí mà quyết định sự thay đổi về kiểu hình của phân tử H2 lớp 1 thì nó nằm ở cái vùng giữa của hai domain alpha 1 và alpha 2. Thì giữa alpha 1 và alpha 2 nó tạo ra một cái rãnh, nó có chứa khoảng 8 đến 10 axit amin, và sự thay đổi trình tự xếp đặt của các axit amin này nó tạo ra cái tính đa kiểu hình của phân tử HLA lớp 1 của chúng ta. Đây là một cái vị trí rất là đặc biệt ở trên một cá thể, như chúng ta nói đó là nó quyết định sự khác nhau giữa các kiểu hình. Thì phân tử HLA lớp 1 nó hiện diện hầu hết trên tất cả những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta, đặc biệt là những cái tế bào có nhân. Thì hầu như những cái phân tử, những cái tế bào nào có nhân, có cấu trúc nhân ở trong cái nội bào tương, thì nó có cái phân tử HLA lớp 1 ở trên màng của, đây là một cái phân tử giúp cho những cái tế bào bao giờ nó cũng trình diện ở trên màng của tế bào, để giúp cho những cái tế bào có thẩm quyền miễn dịch nó nhận biết đây là của ta và không phải của ta, thông qua cái phân tử HLA lớp 1 này. Giống như những cái an sinh mà chúng ta đeo đó, thì chúng ta phân biệt đây là trường học nào, đây là Nguyễn Tất Thành, hay là Đại học Y Dược, hay là Đại học Khoa phòng Y Phòng Ngọc Thạch, hay là Văn Lang vân vân. Thì đó này, thì ở trên những cái tế bào trong cơ thể chúng ta thì cái phân tử này nó sẽ được tổng hợp với nhân, thì nó sẽ biểu hiện liền hiện trên cái màng của cái tế bào trong cơ thể của chúng ta, để giúp cho những tế bào miễn dịch chúng ta nhận định là đây là của ta và nó sẽ không chống. Thì tương tự với phân tử HLA lớp 1 thì phân tử HLA lớp 2 thì cũng có 3 vùng, tức là vùng bên ngoài, tức là vùng ưa nước, vùng xuyên màng và vùng ở trong nội bào tương giống như lớp 1. Nhưng mà thay vì thì đối với lớp 1 nó có một cái chuỗi thôi, thì lớp 2 thì nó có hai chuỗi glycoprotein là chuỗi alpha và chuỗi beta, và hai cái chuỗi này nó sẽ kết hợp không đồng hóa trị với nhau. Chuỗi alpha thì gồm 34 kilodan, beta thì có 29 kilodan. Thì như vậy thì chuỗi alpha thì nó gồm hai cái domain alpha 1 và alpha 2. Chuỗi beta gồm có hai domain là beta 1 và beta 2. Thì phân tử lượng của chuỗi alpha vào khoảng 34 kilo đan ton, còn beta vào khoảng 28 kilo đan ton. Thì cũng giống như cái phân tử HLA lớp 1, thì phân tử HLA lớp 2 thì giữa hai cái domain alpha 1 và alpha 2 có một cái rãnh, nó chứa vào khoảng 10 tới 20 axit amin, và sự thay đổi sự axit amin này nó quyết định được kiểu hình của phân tử HLA lớp 1. Thì đây người ta gọi là vùng hyperbaryát, tức là vùng siêu biến đó các anh chị, giống như trong cấu trúc của kháng thể của chúng ta nó có cũng có một cái vùng siêu biến để quyết định cái tính đặc thù của mỗi kháng thể tương ứng với một kháng nguyên mà chúng nó hình thành. Thì như vậy thì
ở cái cấu trúc của phân tử HLA lớp 1 và HLA lớp 2 nó cũng có vùng siêu biến, tí nữa chúng ta sẽ được minh họa bằng hình ảnh. Thì đó là giúp cho cái vùng siêu biến này, thì chúng ta nói là giúp cho cái có tạo ra một cái sự khác biệt của phân tử HLA giữa các thể này và các cái thể khác, tính là cái vùng siêu biến này. Thì đối với lại phân tử HLA lớp 1 thì có hầu hết trên những tế bào cá nhân. Thì HLA lớp 2 thì nó hiện diện, nó ít hơn, nó không có được phổ biến như là HLA lớp 1. Thì HLA lớp 2 này nó chỉ hiện diện ở trên một số tế bào như tế bào lympho B, đại thực bào tức là macrophage, tế bào đuôi gai, tế bào lympho T được hoạt hóa. Thì đó là bình thường, thì nó chỉ hiện diện ở một số các tế bào này thôi. Tuy nhiên nếu mà chúng ta được kích cơ thể được kích hoạt bởi được tiêm vào cái thành phần interferon gamma, thì chính phân tử interferon gamma này nó sẽ kích ứng tế bào để biểu lộ ra phân tử HLA lớp 2 trên các tế bào mà bình thường nó không biểu lộ, thí dụ như là tế bào tuyến giáp, tế bào thượng bì hoặc là tế bào nội mô hoặc tế bào thận. Thì lúc nào chúng ta tiêm cái interferon gamma này vào thì lập tức nó sẽ biểu lộ những cái phân tử HLA lên, và không phải toàn bộ đâu, chỉ một số các tế bào tương đối đặc thù, tức là tuyến giáp, thượng bì, nội mô hoặc là tế bào thận, nó sẽ biểu lộ phân tử HLA lên. Do đó thì thường để nghiên cứu về phân tử HLA lớp 1 ở lớp 2 thì người ta sẽ phải chiết tách tế bào lympho B ra thì người ta mới nghiên cứu được. Như vậy thì trên tế bào lympho B này nó có lớp 1 không các anh chị? Có nha các anh chị, bản chất nó là tế bào cá nhân thì chắc chắn là nó có. Như vậy đối với phân tử HLA lớp lên tế bào lympho B, đại thực bào, đuôi gai hoặc tế bào lympho T hoạt hóa, thì trên cấu trúc bề mặt của nó vừa có là lớp 1 và là lớp 2. Xin lỗi các chị chút. Thì đó là cái như vậy thì các anh chị sẽ thấy, tôi nhắc lại, tức là phân tử HLA lớp 1 thì nó biểu hiện hầu hết trên bề mặt của tế bào, đặc biệt đó là những tế bào nó có nhân thì nó đều biểu hiện hết. Chính vì vậy mà hồng cầu là một cái tế bào không có nhân, do nó không có phân tử HLA lớp 1 trên cấu trúc màng tế bào của hồng cầu. Thì cái điều đó cũng rất là may mắn, nếu không thì cái vấn đề mà truyền máu chúng ta sẽ gặp vô cùng rắc rối. May mắn một điều là trong cái trúc trúc màng của phân tử của hồng cầu chúng ta lại không có phân tử HLA lớp 1, do đó cái vấn đề truyền máu thì chúng ta thấy tương đối nó không có khắt khe lắm giống như ở trong ghép. Tại vì bản chất thật ra truyền máu là một là quá trình ghép đó các anh chị ha. Đó là cấu trúc về chúng ta ghép mô máu vào ở giữa người cho và người nhận. Tuy nhiên như chúng ta nói, tại vì hồng cầu là những một cái tế bào không có nhân, do đó thì nó không có phân tử HLA lớp 2. Tuy nhiên thì một số các tế bào khác của máu, ví dụ như là bạch cầu thì là tế bào có nhân, do đó thì khi mà truyền vào cơ thể của người nhận những cái bạch cầu có nhân của người cho thì người ta thấy sẽ tạo ra một cái phần cái chuyện bất lợi là cơ thể sẽ sinh ra những cái kháng thể kháng HLA và nó sẽ dẫn đến một số các tai biến trong vấn đề truyền máu, đặc biệt đối với truyền máu toàn phần. Do đó thì các anh chị sẽ thấy về nguyên tắc truyền máu sau này người ta nói là bệnh nhân cần cái gì thì chúng ta truyền cái đó, và người ta hạn chế không truyền những cái tế bào, đặc biệt tế bào lympho ta gạn bỏ, hoặc trong kỹ thuật viện máu tại sao người ta chiếu chiếu xạ những cái tế bào máu để người ta hủy hết những cái
hoạt động của nhân đến nó không tổng hợp được phân tử HLA đưa lên bề mặt. Do đó thì cơ thể của người nhận không sinh ra kháng thể. Tại vì nó rất là phức tạp ở những cái người mà có nguy cơ truyền máu toàn phần, thì vì một lý do nào đó bất khả kháng mà người ta có cần ghép. Thì lúc bây giờ thì khi mà đưa cái mô ghép vào trong cơ thể của người nhận, mà trong cơ thể của người nhận mà nó có những cái kháng thể kháng HLA được hình thành trong quá trình mà truyền máu nhiều lần, máu toàn phần nhiều lần của những cái người nhận, thì nó sẽ sinh ra những cái kháng thể mà chống lại cái mô ghép. Thì vấn đề thải ghép nó sẽ vấn đề ghép rất là rắc rối, anh để tìm ra được một cái thận không, cái một phản ứng chéo mà nó âm tính thì rất khó, do đó rất khó khăn trong vấn đề. Do đó ngày nay tại sao người ta hạn chế vấn đề là truyền máu toàn phần, bệnh nhân cần cái gì thì về nguyên tắc truyền máu thì bệnh nhân cần cái gì thì ta truyền cái đó thôi trong cái hệ thống về truyền máu. Trở lại vấn đề như vậy thì hồng cầu may mắn lại không có nhân, do đó không có phân tử HLA, do đó khi truyền hồng cầu thì chúng ta chỉ đòi hỏi về vấn đề nhóm máu ABH thôi, chứ không có đòi hỏi về nghiên cứu về HLA. Nhưng ngược lại, một cái tế bào không có nhân nhưng có phân tử HLA1 ở trên màng của nó chính là tiểu cầu. Tiểu cầu bản chất là một tế bào không có nhân. Khi tiểu cầu đã được sinh ra từ tiểu cầu mẹ thì những cái tiểu cầu còn đó mặc dù không nhân nó vẫn có phân tử HLA1. Thì tại sao nó có phân tử HLA1 mặc dù nó không có nhân, thì chúng ta sẽ tìm hiểu vào thứ ba. Nếu các anh chị có dịp học lại thì tôi sẽ trình bày về cái phần tiểu cầu, thì chúng ta sẽ giải thích lý do tại sao tiểu cầu mặc dù là tế bào không nhân mà nó vẫn có phân tử HLA. Do đó khi truyền tiểu cầu ở trên những cái bệnh nhân có nguy cơ truyền tiểu cầu nhiều thì một vấn đề nan giải là cơ thể cũng sẽ sinh ra kháng thể kháng phân tử HLA trên những lần mà tiêm tiểu cầu mà HLA giữa tiểu cầu của người cho và người nhận khác nhau, thì cơ thể sẽ sinh ra những cái kháng thể kháng HLA của cái tiểu cầu của người người cho. Như vậy thì rất là rắc rối nha. Thì đó là cái đặc điểm mà hai tế bào không có nhân, một hồng cầu thì không có HLA, nhưng mà một tế bào không nhân là tiểu cầu lại có phân tử HLA lớp 1 ở trên cấu trúc bề mặt của nó. Thì trả lời vấn đề như vậy thì chúng ta đã thấy cái sự phân bổ của phân tử HLA lớp 1 và phân tử HLA lớp 2 trên một số các tế bào trong cơ thể của chúng ta như thế nào. Nói một số chứ thật ra là đại đa số những cái tế bào trong cơ thể, tại vì các anh chị biết là tế bào trong cơ thể cấu trúc mô thì hầu như tế bào nào cũng có nhân ha, chỉ một số tế bào không nhân thôi nha. Thì đây là hình ảnh người ta minh họa về cấu trúc của phân tử HLA lớp 1 và phân tử HLA lớp 2. Thì đây là cái người ta chụp về không gian ba chiều của phân tử H. Đây là một những cái protein lụa mà xoắn nha các chị, và càng xoắn càng nhiều thì tính đặc hiệu nó càng cao. Thì đây là cấu trúc của phân tử HLA hay là MHC ha. MHC là HLA thôi, thì gồm có một chuỗi alpha là cái chuỗi đỏ này các anh chị, và bên cạnh đó là có một cái chuỗi người ta là beta 2 microprotein. Thì chuỗi này nó không có, mặc dù trong cấu trúc của phân tử HLA lớp 1 nhưng mà nó không phải đặc thù, nghĩa là trong cấu trúc phân tử HLA lớp 1 thì tất cả đều có chuỗi beta 2 microprotein giống nhau hết, không của tất cả các cá thể đều giống nhau, chỉ khác nhau cái phần này thôi, tức là alpha, chuỗi alpha của chúng ta. Thì trong của lớp 1 thì có 3 domain, domain 1, domain 2 và domain 3. Thì giữa domain 1 và domain 2 nó có một cái rãnh này các anh chị. Thì người ta thấy là nó có M10 và đến 10 khoảng 18 đến 10 cái acetamin, và đây là một cái vùng siêu biến để quyết định cái tính đặc thù về phân tử HLA ở mỗi cá thể ha. Còn đối với lớp 2 thì nó còn có hai chuỗi alpha và một chuỗi alpha và một chuỗi beta. Và cái nó khác với lại alpha 1 là cái chuỗi này thì các thể nó giống nhau, nhưng mà đối với lớp 2 thì hai chuỗi này ở mỗi cá thể nó khác nhau, và đặc biệt nó khác
Rất là nhiều ở cái vùng siêu biến, nó nằm ở vị trí alpha 1 và beta 1, thì đây là hai cái domain, domain 1 và domain 2, tức là alpha 1 và alpha 2, và chuỗi beta cũng hai có domain là beta 1 và beta 2. Thì ở cái vùng giữa cái alpha 1 và beta 1 này thì các chị nó có khoảng 10 đến 20 axit amin mà nó thay đổi rất là dữ, người ta gọi là vùng siêu biến thì bẹp variáp đó, tức nó làm cho cái mang cái tính đặc thù của một cá thể khác nhau từ sự xếp đặt của các axit amin ở những cái vùng siêu biến này, nó quyết định cái tính đặc thù của từng cá thể. Đó là cái cấu trúc của lớp 1 và lớp 2. Thì cái này người ta mô phỏng lên, thì đây là lớp 1, đây là chuỗi beta 2 microglobulin ha. À, đây là cái chuỗi này nó giống nhau hết tất cả các cá thể, do đó nó không có đặc thù. Riêng cái chuỗi đặc thù của lớp 1 là chuỗi alpha, thì nó có 3 domain alpha 1, alpha 2 và alpha 3. Thì đây là vùng siêu biến nè các anh chị. Ha, 8 tới 10 axit amin thôi. Và đây là vùng ngoại ngoại bào, vùng ưa nước, đây là vùng xuyên màng và đây là vùng trong nội bào. Đây, đối với lớp 2 thì nó đây là vùng siêu biến, nó nằm ở giữa alpha 1 và beta 1. À, thì cấu trúc của nó gồm hai chuỗi alpha và chuỗi beta. Ha, các anh chị đừng có lộn chỉ lại cái cấu trúc của hồng cầu, nó cũng có hai alpha hai beta, nhưng mà ở cái này á, là nó chỉ có một chuỗi alpha và một chuỗi beta. Tuy nhiên chuỗi alpha nó có hai domain, người ta đặt tên là alpha 1 và alpha 2. Beta thì có beta 1 và beta 2. Thì cái vùng siêu biến nó nằm ở đây nè các anh chị, ở giữa alpha 1 và beta 1 ha, từ 10 cho đến 20 axit amin. Thì đây là người ta mô phỏng, chắc anh chị thấy đây diễu hệ. Thì đây cũng là một hình ảnh để người ta mô phỏng cái sự phân bổ của phân tử HLA trên tế bào CD4 và trên tế bào CD8 như thế nào. Thì CD4 thường nó nằm ở, thì có cái sự hiện diện của phân tử HLA2 ở trên cấu trúc của nó. Ngoài lớp 2 cũng có lớp 1, còn đối với lại HLA-C8 thì nó có cái phân tử HLA2. Lớp 1 ở trên đó nha. Cái này tí nữa chúng ta sẽ làm việc để chúng ta tìm hiểu về cái hoạt động của những cái receptor và những cái phần HLA nó hoạt động như thế nào để nó kích hoạt những cái tế bào. Người ta gọi là sự hợp tác của tế bào miễn dịch. Cái này thì có lẽ là các anh chị đã được bác sĩ Tiến, tức là đã nói sơ qua rồi, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái sự kích hoạt của phân tử HLA trong cái sự hợp tác của các tế bào miễn dịch như thế nào, đặc biệt là những trong đáp ứng miễn dịch đặc hiệu nha các anh chị. Tuy là lớp 1 và lớp 2, còn lớp 3 thì nó dùng để chỉ những cái gen nằm giữa lớp 1 và lớp 2, và nó cũng có một số các vai trò trong đáp ứng miễn dịch, nhưng mà nó không đặc hiệu, ta gọi là đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu ha. Nó khác với lại HLA1 và lớp 2. Nó bởi vì nó tạo ra một số các chất có hoạt tính sinh học ở trong cơ thể chúng ta, đặc biệt như là bổ thể ha. Nó tạo ra được C2A, C4A và C4B, một trong những, tại vì các anh chị nhớ bổ thể chúng ta có 9 thành phần từ C1 tới C9 ha. Thì ở trong đây thì nó sẽ tạo cho chúng ta C2, C4 ha. Ngoài ra thì nó còn tạo ra được cái yếu tố hoại tử một như necrosis factor alpha và beta. Ngoài ra nó còn có cái gen để tạo ra những cái protein sốc nhiệt, tức là cái histoc protein nha. Thì đây là những cái sản phẩm sinh học ha, nó tham gia vào những cái đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu như tôi nói vừa lúc nãy. Thì đó là nhà cho các anh chị thấy lại ha. Thì đây là lớp 3 nằm giữa lớp 1 và lớp 2. Thì lớp 2 thì nó có DE, DB, DQ. Lớp 1 thì có A, B, C, hay là A, B, C. Ha. Thì lớp 3 thì nó tạo ra một số các sản phẩm sinh học trong cơ thể chúng ta như là bổ thể gồm có C2 và C4, cũng như là những cái protein sốc nhiệt ha, hoặc là những cái yếu tố hoại tử một, vân vân.
Thì cái phân tử H, các lưu ký các phân tử HLA này nó liên kết rất là chặt chẽ với nhau trong vấn đề về di truyền. Do đó thì nó tạo ra, khi di truyền nó tạo ra do sự liên kết chặt chẽ, nó tạo ra một cái cụm để nó di truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Thì khi nó di truyền theo cụm như vậy thì đối với cái góc độ về phân tử HLA thì ta gọi cái cụm đó gọi là haplotype nha. Tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu cái cụm đó là cái gì. Thì một cụm ta gọi đó là một haplotype của phân tử HLA. Và cái haplotype này nó phụ thuộc và nó rất nhiều vào cha mẹ, tức là mỗi cá thể gồm có hai cụm, tức là hai cái haplotype, một cái haplotype từ cha truyền và một haplotype từ mẹ truyền qua. Do đó thì các anh chị sẽ thấy một cá thể thường bao gồm hai haplotype, một haplotype của mẹ và mỗi haplotype đó được di truyền theo một cụm nha. Không có hiện tượng bắt chéo, khó lắm, khó cái hiện tượng bắt chéo, có nhưng mà ít xảy ra ha, ít xảy ra trong vấn đề di truyền của phân tử HLA trong cơ thể của chúng ta. Thì nó sẽ dựng cụm như thế nào? Thí dụ cha, đây là người cha, đây là người mẹ. Thì người cha được thừa hưởng hai cái haplotype. Thí dụ đây là của người cha và đây là của người mẹ. Tức là thế hệ này ta gọi là cha mẹ, nhưng mà thế hệ này, tức là F1 đi, thì đây là ông nội, phải không các chị? Thì ông nội từ nhỏ thì người cha này sẽ thừa hưởng được một cụm HLA của ông nội và một cụm HLA của bà nội. Người mẹ cũng vậy, một cụm HLA của ông ngoại và một cụm HLA của bà ngoại. Và khi di truyền như vậy thì nó sẽ di truyền theo quy luật Mang Đen, tức là nó sẽ theo cái hoạt động thế là nó sẽ đi theo một cụm, tức là cụm Q, cụm E, cụm MS. Cho đó nó theo cái quy luật của Mendel, cho đó thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta được bốn kiểu hình. Và bốn kiểu hình của bốn đứa trẻ này thì nó lại có liên quan đến ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, chứ là không phải là không có liên quan. Nhưng mà nó ta gọi đó là cái chính vì vậy mà tại sao một trong những ứng dụng sau này của cái vấn đề HLA là người ta tìm về huyết thống đó các anh chị, về gia tộc, thì người ta dựa trên cái đặc tính truyền truyền theo cụm của phân tử HLA, tức là haplotype truyền theo cái cụm haplotype này. Thì như vậy thì cụ thể thí dụ như đây là khi truyền, thí dụ đây là cha, đây là mẹ ha, thì người cha và người mẹ này có, người cha có hai haplotype của ông nội và bà nội, người mẹ là của ông ngoại và bà ngoại. Khi truyền thì nó truyền theo cụm, nó bóc nguyên cái cụm này đi xuống cho đứa con, và ở đây thì nó bóc qua đây cho đứa con, nó bóc chứ nó không có lấy A2 rồi A1, rồi nó hoặc là A2 rồi A3, A24 với A3 rồi B4 với là B7, nó không có lấy tùm lum tùm làm mà nó đi là nó đi theo cụm. Thì cái cụm này ta gọi là HLA đó các anh chị. Như vậy thì các anh chị sẽ thấy nó đi đi theo như thế. Thì chính vì đi theo cụm đó chúng ta mới truy tìm huyết thống được, chứ còn không nó đi tùm lum hết, nó xé liên kết, nó đi là chúng ta vô phương luôn. Do đó thì các anh chị thấy là nó đặc thù của ở phân tử HLA, nó di truyền theo cụm. Do đó các anh chị sẽ thấy là đi là nó bóc nguyên cụm là đi, để đi về cho đứa con. Do đó người ta nói là con thì có một phân nửa của giống cha và phân nửa của giống mẹ. Do đó đừng có cấu trúc mô của đứa con nó mang phân nửa của cha và phân nửa cấu trúc mô của người mẹ cho, mà đúng là cha là con của hai người này nha. Còn nếu mà con của người khác thì không phải là phải là vậy đâu nha. Nếu mà thật sự con của hai người này thì chắc chắn nó phải phân nửa mô cấu trúc của mẹ và phân nửa mô cấu trúc của người cha cho. Đó là cái tính đặc thù di truyền của phân tử HLA. Thì như vậy thì trong đây các chị nghe gì A1V8D này là sao, thì chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao có những cái chữ này ha, để minh họa về cái tính đặc thù và về kiểu hình của các phân tử HLA trên cấu trúc màng tế bào đặc biệt của cơ thể của chúng ta. Thì đó thì xuất phát từ những cái danh pháp người ta đặt ra, và danh pháp này là có quy định quốc tế nha các anh chị, chứ không phải muốn viết sao viết đâu nha. Thì
Biết, tại vì khi người ta nghiên cứu về phân tử HLA, tức là MHC, người ta làm ở trên tế bào lympho, do đó người ta đặt tên nó là HLA, tức là kháng nguyên tế bào lympho người, và bản chất nó là MHC đó. Thì đối với lớp 1 thì chúng ta có ba cái HLA như chúng ta nói, AA, AB và AC. Lớp 2 DE, DB, DQ và DB. Và các chị để ý là khi viết thì H là A, phải gạch một cái là A. Và chữ A này là A in hoa như các chị. Và kích thước nó phải bằng với phân tử H là A này. Phải viết là phải viết như vậy. Chứ không có viết A nhỏ xíu ở đây. Không được. Phải viết bằng luôn. Đó. B cũng vậy, C cũng vậy. D, D, B, D, Q cũng phải viết như vậy. Thì đây là cái chung. Thì mỗi cái phân tử HLA thì nó lại có nhiều cái kiểu hình. Thí dụ như HLA-A thì nó có A1, ha, vân vân, rồi A2, A3, A10, A7, vân vân, rất nhiều. B thì B7, B27, B49, vân vân. Thì nếu mà những cái phụ nhóm của cái phân tử HLA-A này nó được đánh dấu bằng con số, và con số này cũng phải được viết số thường, nhưng mà nó cái kích thước cũng phải bằng chữ A, chứ không có viết A1 nhỏ xíu ở đây, hoặc là giống như A nhỏ ở đây, hoặc là A lũy thừa, không có, phải viết bằng luôn nha chị. Đó là nguyên tắc của quy định quốc tế đó. Nếu mình viết sai là người ta nói mình không có nắm quy định quốc tế. Thì khi viết cái kiểu này thì các anh chị đây là H là A gạch cái A1, thì ngó cái cách viết này thì người ta sẽ biết đó là cái ghi nhận về kiểu hình. Tức là với phương pháp xác định bằng kiểu hình, tức là cytotoxic, người ta sẽ ghi như cái như vậy, tức là H là A trừ A, rồi sau đó là phụ nhóm của lớp A này. Còn nếu mà người ta làm trên kiểu gen thì người ta lại có một quy định khác, thì ngó vô biết liền. Ví dụ đối với kiểu gen thì người ta lại không ghi đơn giản gì đâu, người ta ghi H là A sao. Cái sao này cho chúng ta biết đó là kiểu làm bằng phương pháp kiểu gen nha, nó khác kiểu hình không có sao gì hết, và nó thể hiện bằng thường là hai cặp số, hai cặp số, hai con số đầu cho chúng ta biết đó là kiểu hình, hai con số sau là kiểu gen, nó quy định như vậy. Thí dụ H là A1 thì người ta không gọi là một đâu, mà ta là 01, tức là một đó các anh chị, tức là giống như này, nhưng mà ở trong đó nó có là 0101, 0102, 0103. Như vậy thì nhiều kiểu gen nó quy định chỉ có một kiểu hình là A1 thôi. Do đó nó rất là phức tạp đối với kiểu gen là vậy. Về cái lớp 2 cũng vậy. Khi mà thấy cái sao này, chúng biết là chúng ta làm về gen học. Và hai con số này là cho chúng ta biết kiểu hình. Và hai con số sau là kiểu gen. Là chúng ta đọc là chúng ta sẽ hiểu. Như vậy thì ngó ở đây thì chúng ta biết là giống kiểu hình, còn ngón hai số sau là nếu mà giống nữa ta gọi là vừa giống kiểu hình vừa giống kiểu gen, nhưng mà nếu mà hai con số sau mà nó khác, người ta gọi là kiểu hình thì giống nhưng mà kiểu gen thì khác. Đó là quy định về cách viết của phân tử H là A. Như vậy thì phân tử H là A nó có phân như thế nào, bao nhiêu kiểu hình? Đối với HA lớp 1 thì chúng ta đối với là A H là A thì chúng ta có 14 kiểu hình, tất cả 14 kiểu hình và 14 phụ nhóm, tức là A1, A2, A3, 203, 210, A3, 2403, vân vân, tất cả 14 kiểu hình. Và ở trong cái 09 này nó lại chia ra làm hai phụ nhóm là A23 và A24. A10 nó có hai cái phụ nhóm, bốn cái phụ nhóm là 25, 26, 34. Như vậy nó tổng cộng có 21 kiểu hình tất cả, bao gồm giữa cái kiểu hình chính và phụ nhóm nó có 21 kiểu hình. Còn đối với H là B thì có 35 kiểu hình và 24 phụ nhóm, tổng cộng như vậy thì có 59 kiểu hình, vừa chính vừa phụ ở trong cái về kiểu hình của phân tử H là A, B. C thì có 10 kiểu hình, C1 cho đến C10. C, cái tử tuple V này thì người ta còn đang nghiên cứu, khi ghi này nó gọi là
giống như nó còn sơ khai, người ta chưa có nghiên cứu nhiều về phân tử HLA, tại vì người ta thấy cái phản ứng miễn dịch đối với phân tử HLA-C này nó cũng không có mạnh lắm, do đó người ta không có nghiên cứu sâu về nó nhiều. Như vậy thì mỗi cá thể chúng ta thì các anh chị sẽ thấy nó gồm có một cái phần của cha cho và một phần của mẹ cho. Cha thì gồm có HLA-A, HLA lớp 1, HLA-B và HLA-C. Mẹ thì còn ở lớp 2 còn DE, DB và DQ. Tức là có 6 phân tử HLA, 6 kiểu hình của lớp 1, 3 của lớp 1 và 3 kiểu hình của lớp 2, tổng cộng là 6 của cha cho và 3 kiểu hình của mẹ, lớp 1 và 3 kiểu hình của lớp 2 của mẹ cho. Như vậy tổng cộng một cá thể sẽ gồm 16, 12 kiểu hình tất cả. 12 kiểu hình gồm 6 lớp 1 và 6 lớp 2. Lớp 1 thì gồm có A, B, C, lớp 2 D, E, D, B, D, Q. Như vậy thì các anh chị sẽ thấy tần suất của nó trở lại vấn đề. Mỗi kiểu hình như vậy thì đã có một số rồi ha. Như vậy thì các anh chị sẽ thấy là nó nhân lên, nếu mà chúng ta pha trộn hết ha, pha trộn hết thì các anh chị thấy hai lên lũy thừa của tổng số kiểu hình của A, B, C, D, E, D, B, D, Q, thì các anh chị sẽ thấy một con số mà để tìm hai người không có quan hệ huyết thống làm sao để giống nhau hoàn toàn 12 kiểu hình của gồm có 6 lớp 1 và 6 lớp 2 này thì ta gọi là mò kim đáy biển. Thì đây là kiểu hình của DE lớp 2 này các anh chị ha, thì nó có 24 nha. Rồi không không đi rồi. À, DQ ra cơ chính và DB có 6. Thì các anh chị sẽ thấy nếu mà các anh chị nhân cái lũy thừa này lên, cái nghĩa là con số để xác suất để tìm hai cá thể không có cùng huyết thống với nhau thì vô cùng khó khăn. Do đó là vấn đề trong vấn đề ghép thì người ta để muốn cho nó nhanh nó gọn, thường người ta ghép ở những cái người mà có quan hệ huyết thống với nhau, thường là anh em hoặc cha mẹ hoặc là những người có cùng dòng họ với nhau thì thường cái xác suất nó giống nó sẽ cao hơn ở những cái người mà nó không có quan hệ huyết thống. Do đó do khó như vậy thì ở trong hiệp hội ghép, ở trong thì đặc biệt ở trong như châu Âu tôi biết á, thì người ta có một cái hệ thống người ta lưu trữ tất cả các phân tử HLA lớp 1, lớp 2 của những cái donor, người ta những cái người mà người ta cho hiến tạng đó. Vì một lý do nào đó mà người ta chết bất đắc kỳ tử mà tạng người ta vẫn còn tốt, đặc biệt thí dụ như người trẻ thì người ta sẽ lấy tạng đó và người ta thường những cái người đó thì ta có làm phân tử HLA về cái cấu trúc của phân tử HLA hết từ các kiểu hình, và khi mà như vậy thì người ta bắt đầu người ta sẽ lấy và người ta biết cái tạng đó nó sẽ phù hợp với những người đang chờ ghép ở tất cả các nước ở châu Âu như thế nào. Nó nhanh lắm các anh chị, chỉ cần đưa tin lên một cái thì khi một có một bệnh nhân mà tử vong hoặc là một người nào đó vì một cái tai nạn nào đó người ta tử vong mà trong hồ sơ của họ là họ có cái chấp nhận cho hiện hiến tạng là người ta sẽ lấy tạng hết và người ta sẽ làm rất và những cái người mà có làm hiến tạng thì trước đó người ta đã làm về phân tử HLA và chỉ cần nếu mà nó ghi thường người ta không có để đâu, chỉ có tên thôi. Và khi cái tên đó được đưa về ở trong cái hội hiến tạng đó thì lập tức nó sẽ chạy, hệ thống vi tính nó sẽ chạy và nó sẽ cho ta những cái danh sách những cái người nào mà phù hợp với cái nạn nhân này. Và khi người ta phù hợp như vậy thì người ta sẽ gọi điện cấp tốc để đưa bệnh nhân tới để người ta ghép liền. À, tại vì thận, đặc biệt như thận thì các anh chị biết nếu mà chúng ta lấy ra khỏi cơ thể thì bỏ trong bảo quản tốt thì trong lạnh á, thì nó có thể sống được 72 giờ, tức là 3 ngày ha. Thì hoặc gan hoặc tùy theo nó thận thì sống lâu nhất, như tim tôi nhớ là như 24 tiếng là phải 22 tiếng gì đó là phải ghép, còn gan hình như là 36 tiếng là phải ghép. Thì trong cái thời gian đó thì người ta sẽ đưa bệnh nhân có nhu cầu ghép
cơ quan đến các bệnh viện gần nhất mà có khả năng ghép để người ta tiến hành ghép thận ở tất cả các nước ở khối châu Âu. Như vậy thì người ta có hy vọng sẽ tìm, ví dụ như ở Việt Nam chúng ta muốn ghép ghép tủy thì ta có hiệp hội của những người hiến tủy ở châu Á, thì sẽ đưa qua Đài Loan, thì Đài Loan sẽ có một cái danh sách những cái người có thể cho tủy, nếu mà phù hợp thì người ta sẽ lấy tủy của người đó, thì người ta sẽ cho bệnh nhân có nhu cầu, thì nó phải có một cái hiệp hội như vậy á, thì vấn đề ghép mới phát triển. Còn Việt Nam chúng ta thì chưa có một cái hệ thống đó, thì từ đó bây giờ chúng ta chỉ ghép chủ yếu là trên thận của thân nhân là nhiều, như là anh em hoặc là cha mẹ cho hoặc anh em cho với nhau. Thì còn những cái người lạ thường thường thì các anh chị thấy rất là hiếm về cái sự trùng hợp của phân tử HLA. Tuy nhiên cái sự trùng hợp này, do cái sự trùng hợp khó như vậy thì trong quá trình ghép người ta cũng không cần nhất thiết phải tuân thủ giống 12 đâu. Ta có một cái quy định để người ta có thể ghép được. Nó giống một cái tương đối thôi, chứ tí nữa thì tuần sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Chứ còn nếu mà đòi hỏi giống hoàn toàn thì rất khó, chỉ cần tương đối giống. Ví dụ cha cho con, mẹ cho con thì giống phân nửa là quá ok rồi. Đó, người ta có những cái quy định như vậy để người ta có thể tiến hành ghép. Và sau khi ghép thì dùng thuốc ức chế miễn dịch để người ta duy trì được cái mô ghép nó không bị tàn phá bởi những cái tế bào miễn dịch bằng các thuốc ức chế miễn dịch. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu vào tuần sau. Như vậy thì đó là về cái thành phần. Thì đây các anh chị sẽ thấy sự phát triển của các tiêu hình thiểu gen. Tôi chỉ làm tới năm 2006 thôi, thì các anh chị sẽ thấy là nó thay đổi một cách vượt bậc từ năm 1968 ha. Tức là sau khi người ta làm bị cytotoxic toxic thì người ta tới tiểu hình, cho đến năm 93 bắt đầu người ta nghiên cứu về kiểu gen rồi nè. Thì sau đó thì các chị thấy kiểu gen bây giờ nó là vượt bậc hơn cả cái tiểu hình thì nó vẫn không thay đổi ha, kiểu hình không thay đổi gì hết, nhưng mà kiểu gen thì bắt đầu nó thay đổi rất là nhiều. Nó thay đổi rất là mạnh nè. Trên cái allele đỏ với là vàng là allele là kiểu gen, còn cái màu xanh với màu hai cái màu xanh này thì nó là kiểu hình. Các anh chị thấy từ năm 1984 cho đến 2006 vẫn không có sự thay đổi về kiểu hình lắm, thì bây giờ thì tôi nghĩ cũng không thay đổi. Nhưng mà kiểu gen thì, nhưng mà tới một lúc nào đó thì nó sẽ bão hòa thôi, nó lên tới đỉnh rồi thôi, tại vì cũng không có bao nhiêu người sống ở trên đây thôi, thì cũng không có nhiều kiểu gen mà lắm, cái đến độ nào đó thì người ta tới đỉnh thôi. Thì nhưng mà càng về sau thì các anh chị thấy ra là kiểu gen nó phát triển rất là nhiều về nghiên cứu về cấu trúc của phân tử HLA trên kiểu gen, cho đó để tìm hiểu để tìm những cái người mà giống nhau hoàn toàn về kiểu gen là rất khó, trừ trường hợp anh em sinh đôi cùng trứng, hoặc là trong cái tỷ lệ mà anh em sinh cùng cha cùng mẹ tỷ lệ thì nó giống nhau 1/4 thì cũng khả năng giống với nhau nha. Thì đó là về tìm hiểu về cái phân tử HLA và cấu trúc của nó và sự phân bổ phân tử HLA như thế nào, và cái một số kiểu hình kiểu gen tính đa dạng về kiểu hình và kiểu gen trên phân tử HLA được phân bổ trên những cái phân tử, những cái tế bào mô thì nó đa dạng như thế nào. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem vai trò của phân tử HLA trong hoạt động miễn dịch như thế nào. Thì trong hoạt động miễn dịch thì các anh chị sẽ thấy về nguyên tắc thì cơ thể chúng ta nó chỉ hoạt động, những cái tế bào miễn dịch nó chỉ hoạt động với lại những cái tế bào có cùng cấu trúc phân tử HLA, tức là của nó, và nó không hợp tác với người lạ. Đó là một cách rất là đặc biệt, và sự hợp tác này nó sẽ diễn ra thông qua vai trò của phân tử HLA để nó quyết định là hay không là. Do đó một cái tế bào miễn dịch của người A vào cơ thể người B thì hai tế bào này nó sẽ không hợp tác với nhau, tại vì nó khác về phân tử HLA, nó sẽ không không hợp đồng hợp đồng tác chiến, nó sẽ không hợp tác để nó truyền những cái thông tin di truyền để nó kích hoạt cái hệ thống miễn dịch lên. Ra bắt buộc
là muốn cái hệ thống miễn dịch chúng ta nó phát triển thì những cái tế bào miễn dịch đó phải nhận định nó cùng về hệ HLA thì nó mới kích hoạt với nhau. Thì nó sẽ làm việc như thế nào? Thì đầu tiên các anh chị sẽ thấy là đóng vai trò chủ chốt trong cái hoạt động về miễn dịch đặc hiệu nha các anh chị, thì đó chính là vai trò của tế bào macrophage, tức là tiền thân, tức là mono, một trong những cái tế bào rất là quan trọng trong cơ thể chúng ta. Do đó ung thư máu mà dòng mono rất là ác tính, tại vì tế bào mono vừa tham gia đáp ứng miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu. Đối với miễn dịch không đặc hiệu, đó là những tế bào đại thực bào, khả năng thực bào của nó rất là mạnh. Đối với lại đáp ứng miễn dịch đặc hiệu, nó là tế bào trình diện kháng nguyên. Thế nào gọi là tế bào trình diện kháng nguyên thì chúng ta xem về hoạt động đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu như thế nào. Thì khi với vai trò là đại thực bào thì nó sẽ thực bào những cái đối tượng thực bào của chúng ta, và khi nó thực bào như vậy thì nó đưa ra thì ở những cái tế bào đó là những cái kháng nguyên đi ha, hoặc là những cái mảnh vỡ hoặc là những cái cấu trúc gì đó trong cơ thể nó có khả năng trở thành kháng nguyên ha. Những cái thành phần protein, không nhất thiết là tế bào mà là những cái thành phần protein khi tiêm vào ha, thì các anh chị sẽ thấy trở thành kháng nguyên, thì cơ thể nó những cái tế bào đại thực bào nó sẽ đón đầu hết. Do đó các anh chị thấy rõ ràng đại thực bào nó nằm ở những cái cửa ngõ rất là quan trọng thông qua bên ngoài như phổi, tiêu hóa của chúng ta, da chúng ta, thì nơi mà có thể trực tiếp thì nơi đó sẽ hiện diện rất nhiều macrophage, nó chặn lại đó để nó làm việc. Việc làm của nó trên cái góc độ miễn dịch đặc hiệu nha các anh chị, tôi không nói không đặc hiệu đâu, đặc không đặc hiệu là thực bào nó thấy là nó ăn thôi. Còn đây là phương diện rất là đặc hiệu. Thì nó sau khi nó thực bào thì nó sẽ xé nhỏ kháng nguyên, tại vì các anh chị biết là học về kháng nguyên, trên một cái kháng nguyên đó nó sẽ có rất nhiều epitope. Ví dụ các chị tưởng tượng như là trên một cái mặt của người ta thì có con mắt, cái mũi, cái miệng, cái má, chân mày, cái trán, cái cằm, thì mỗi cái đó người ta gọi nôm na như là một epitope trong cấu trúc của kháng nguyên. Thì như vậy thì nhiệm vụ của anh macrophage là anh phải tách những cái epitope này ra, tại vì cơ thể chúng ta rất hay, nó không thể nào nó trình diện một lúc rất nhiều các epitope, tại vì nó trình diện mà nhiều quá thì những cái tế bào đến nhận diện những cái epitope này sẽ quên. Thì tốt nhất tôi chỉ truyền cho anh một epitope thôi, do đó cái tính đặc hiệu là như vậy, nó chỉ hoạt động chống lại cái một cái epitope mà nó nhận định từ macrophage, chứ nó không có thể nó chống nhiều epitope, tại vì đại thực bào chỉ trình diện cho nó một epitope thôi. Và nó không có thể mà nó rất sợ tôi trình diện cho anh nhiều quá anh quên rồi anh đi mấy tùm lum tùm la là gây ra cái bệnh lý tự miễn ở trong miễn dịch của chúng ta. Do đó nó chỉ trình diện một phần. Do đó các anh chị sẽ thấy đây, khi một cái cấu trúc của virus đây, nó sẽ xé cái virus này ra bằng cách nó sẽ mà một trên một cái virus thì các chị biết nó rất nhiều về cái phần epitope, nó sẽ xé mỗi cái ra những cái epitope và nó sẽ tổng hợp ở trong nội bào tương, nó sẽ tổng hợp để nó gắn phân tử HLA với cái epitope mà nó mỗi epitope thí dụ đây nó xé cho chúng ta, thì nó sẽ trình diện đây là ma macrophage, đây là một cái vào trong thì nó sẽ xé ra và nó sẽ trình diện cùng với lại phân tử HLA. Thì đầu tiên nó sẽ trình diện với phân tử HLA lớp 2 nha các anh chị, phân tử HLA lớp 2. Tại vì macrophage các anh chị nhớ không, nó là một phân tử B cũng có HLA lớp 2 và macrophage cũng có HLA lớp 2, thì nó sẽ trình diện cái phân tử cái epitope này với phân tử HLA lớp 2. Thì khi trình diện như vậy thì một cái tế bào sẽ đến nhận diện cái phân tử cái epitope này để nó biết đang giới thiệu cái kẻ địch của nó hình dạng như thế nào thông qua cái epitope đó. Thì cái tế bào đến nhận diện như anh chị đã học với bác tiến ta nói rồi các anh chị, đó là những tế bào Denpho T mà CD4, tức là tế bào helper. Thì đầu tiên đến nhận diện là helper nha các anh chị,
Thì đó, thì heparin nó tĩnh diện thì khi nó đến nó phải đỏ cho khó nó, thì nó có cái phân tử CD4 này, nó có receptor với phân tử H2 lớp 2, nó sẽ khớp với lại phân tử H2 lớp 2. Đây là cái receptor nó phải khớp. Thì khi nó khớp thì nó, đây là cái phần CD4 đây, nó gắn lên đây. Rồi cái phần đây là receptor, nó sẽ trùng hợp vô cái phân tử H2, nó cùng vòng giống với nhau, thì nó mới lúc đó anh này mới truyền thông tin a địch này nó có cái hình dạng như vậy. Thì lúc bây giờ thì ngoài ra còn có y can, có nhiều lắm, tới 7 cái để khớp với nhau. Thì tại vì liên quan đến phân tử H là A, tôi chỉ không thôi thì đưa lên này thì cái hình nó rối lắm. Thì như vậy thì CD4 nó sẽ có cái receptor, nó có cái phần mà phù hợp với phân tử CD4 trên cái phần H2 lớp 2 mà nó trình diện lên trên bề mặt của macrophage với lại cái epitope mà nó nhận, lấy được từ cái hoạt động phân hủy bởi lysozyme có nằm ở trong đại thực bào. Thì nó nhận diện xong nó về, thì anh CD4 này ảnh sẽ, sau khi nhận diện rồi thì ảnh sẽ về ảnh làm việc với lại anh CD8. Thì anh nhận diện được rồi thì ảnh sẽ về, ảnh sẽ báo với CD8. Thì khi CD8 á, thì anh CD4 thì đó là một cái tế bào lên phu tê thôi, nó không có cái phân tử H2 lớp 2, nó chỉ phân tử H2 lớp 1, thì nó sẽ đưa cái phân tử trong cái CD8 thì nó lại có receptor đối với phân tử H2 lớp 1, thì nó sẽ đọ vô, nó khớp rồi thì lúc bây giờ thì cái anh CD8 này anh sẽ chuyển dạng thành cytotoxic và anh đi ra ngoài để anh gặp ai mà có cái cấu trúc mà giống như cái epitope mà anh nhận định được từ cái anh CD4, thì anh sẽ đi diệt bằng kỹ thuật đập tế bào hay là gây ra cái hiện tượng apoptosis mà các anh chị đã được bắt tiếng báo cáo về chuyên đề về miễn dịch là apoptosis đó. Thì tế bào diệt tế bào bằng kỹ thuật apoptosis, tức là phun độc làm teo tế bào đó, chứ không phải là hiện tượng hủy tế bào như là trong đáp ứng miễn dịch dịch thể. Thế như vậy thì các anh chị sẽ thấy tất cả các tế bào miễn dịch từ macrophage CD4, CD8 thì nó hoạt động được với nhau thì nó phải có trùng hệ HLA. Nếu không có trùng hệ HLA thì macrophage không truyền cho CD4. CD4 về đỏ với lại CD8 mà không trùng thì nó sẽ không kích hoạt CD8 thành cytotoxic được, mà không thành cytotoxic thì nó không diệt tế bào đứt theo cái phương pháp diệt về cái độc tế bào, tức là gây hủy tế bào theo dạng apoptosis. Thì các vị thấy sơ sơ cho rõ ràng một điều là hoạt động cái hệ thống miễn dịch nó phải hoạt động cùng trên một phương diện là anh em với nhau, anh em trong nhà, tức là rõ ràng anh em thì tôi mới truyền thông tin, chứ không tôi không có truyền thông tin. Tại vì rất sợ truyền thông tin cho một cái người không phải là người của nó, thì người không biết người đó sẽ làm như thế nào trong vấn đề đi diệt tế bào đứt hết, do đó nó rất là sợ và nó chỉ truyền những tín hiệu nào cần thiết cho những anh em của nó để anh em nó kích hoạt để đi diệt tế bào đứt thì nó tin tưởng hơn. Tuy nhiên vẫn có hiện tượng bệnh lý từ miệng xảy ra trong một số các trường hợp trục trặc trong quá trình mà truyền tín hiệu này, thì trong cái phần bệnh từ miệng thì sẽ nói rõ cho các anh chị vấn đề trục trặc trong vấn đề truyền thông tin từ những cái tế bào có thẩm quyền miễn dịch với nhau trong đáp ứng miễn dịch đặc hiệu. Thì đây là cái mà tôi muốn minh họa, đây là những cái slide để minh họa về những cái lời nói tôi nãy tôi đã nói ha. Tức là ngoài những cái CD4 ha, trong đáp ứng macrophage với lại CD4 thì ngoài cái CD4 còn có những phân tử như là YCam, yếu tố để kích hoạt tế bào lympho hoặc là CD2 vân vân, thì các anh chị sẽ thấy nó sẽ làm việc rất là chặt. Còn đối với đó là miễn dịch tế bào, miễn dịch dịch thể nó cũng vậy cho các anh chị, thì nó cũng xử lý thông qua cái muốn kích hoạt được tế bào lympho B thì đầu tiên thì đây là đáp ứng miễn dịch thứ phát rồi nha.
Còn đáp ứng dung dịch nguyên phát thì nó cũng phải nhờ macrophage, thì T helper đến nhận diện và T helper đến nhận diện và kích hoạt tế bào lympho B, giống như CD8 để trở thành độc. Con này nó sẽ về nó kích hoạt cái tế bào plasmo tế bào tế bào plasmocyte để tế bào lympho B để chuyển dạng thành plasmocyte, và plasmocyte sinh ra kháng thể đi vào trong máu để tạo thành đáp ứng miễn dịch dịch thể. Như vậy thì các anh chị sẽ thấy, còn đây là đáp ứng miễn dịch thứ phát thì thông qua tế bào lympho B thôi, nó không cần thông qua macrophage nữa. Thì muốn kích hoạt thì cũng phải thông qua cái phần tử HLA nó mới kích hoạt được những cái tế bào TCD4, tức là rồi xong CTC4 nó sẽ trở, tức là xin lỗi, nó CD4 sẽ kích hoạt để đầu lympho B chuyển plasmocyte và sinh ra, và đáp ứng thứ phát thì nó nhanh hơn tại vì nó không thông qua macrophage nữa mà nó thông qua trực tiếp với tế bào lympho B luôn nha. Nó thì đây là người ta muốn giải thích cho slide giải thích và cái thì cái quá trình mà kích hoạt cho đó, các anh chị sẽ thấy là sau khi một lý do nào đó thì cái hạch, những cái tế bào đó được kích hoạt thì nó sẽ lớn lên làm cho cái bào hạch chúng ta căng, do đó làm cho chúng ta rất là đau ha, làm cho phản ứng rất là tốt tại vì cơ thể chúng ta kích hoạt những cái tế bào thẩm quyền miễn dịch, là trong đó đáp ứng miễn dịch đặc hiệu ở trong những cái hạch để nó tăng cái quần thể những cái tế bào đã được kích hoạt. Do đó từ những cái tế bào lympho nhỏ nó sẽ chuyển thành những tế bào lympho to, và để nó sẽ đến những cái tế bào đích để nó diệt tế bào đích bằng kỹ thuật lọc tế bào đối với đáp ứng miễn dịch tế bào. Còn đáp ứng miễn dịch dịch thể nó sẽ sinh ra những cái kháng thể đi vào trong máu, thì kháng thể này nó sẽ đến cắm ở trên những cái tế bào đích và nó sẽ kích hoạt lại thể bổ thể để hủy tế bào đích, hoặc là nó sẽ kích hoạt những cái tế bào hạt, đặc biệt tế bào bạch cầu đa nhân trung tính đến để diệt tế bào đích. Và kỹ thuật diệt bằng bổ thể thì nó gây ra hiện tượng necrosis, tức là hoại tử, tại vì nó làm vỡ tế bào ra và trong nội bào nó sẽ sản xuất, nó sẽ bung ra những cái sản phẩm có thể làm tổn thương môi trường xung quanh, gây ra cái hiện tượng viêm ha. Do đó người ta sẽ thấy có hiện tượng hoại tử, tức là necrosis. Còn miễn dịch dịch tế bào thường nó gây ra cái hiện tượng apoptosis, nó diệt tế bào đích bằng cái hiện tượng phun độc teo tế bào đích, ta gọi là apoptosis. Còn miễn dịch dịch thể thường thì nó diệt tế bào đích thông qua vai trò của bổ thể và những cái tế bào có thẩm quyền miễn dịch không đặc hiệu để diệt tế bào đích, nó gây ra cái hiện tượng người ta gọi là hoại tử nhiều hơn, necrosis nhiều hơn. Đó, đây này là để giải thích cái gì anh chị đọc qua lại, tôi nói rất là nhanh nhưng mà các anh chị về đọc những slide này thì các anh sẽ hiểu những cái gì tôi nói ha. Như vậy tóm lại thì tế bào T4, tức là CD4 thì nhận diện kháng nguyên là có mặt của phân tử HLA lớp 2, còn tế bào T8 tức là CD8 chỉ nhận diện được kháng nguyên có mặt cho phân tử HLA lớp 1. Thì đây là quá trình hợp tác của các tế bào miễn dịch ha. Đây là các anh chị thấy là macrophage đây. Macrophage nó sẽ thông qua những cái tế bào CD4 để nhận diện, do đó gọi là helper là như vậy. Thì helper nó nhận diện những cái tín hiệu của những cái epitope thông qua phân tử HLA, thì nó sẽ về để nó kích hoạt cái dòng mà thứ nhất là đối với lại tế bào đây là tế bào lympho B, thì lympho B nó sẽ sinh ra kháng thể, nó sẽ chuyển thành plasmocyte và sinh ra kháng thể đi vào trong máu, thì đáp ứng đây là đáp ứng chuyển dịch dịch thể nha các anh chị. Cảm ơn Hòa. Thì ngoài cái đó là hoạt động của rất là quan trọng của phân tử HLA, tức là MHC, để nó giúp sự điều hòa của các tế bào miễn dịch ở trong cơ thể chúng ta, để nó có thể phân bổ hoặc nó làm việc với ai, và đặc biệt là khi làm việc đối với các tế bào miễn dịch thì thường đều thông qua cái phân tử HLA, không có phân tử HLA thì nó sẽ không làm việc được, hoặc là những cái tế bào miễn dịch không trùng hệ HLA với nhau thì nó sẽ không hợp tác,
Do đó chính vì vậy chúng ta không thể truyền tế bào lympho giữa người này qua người nọ thì nó sẽ không hợp tác được, thì một cái việc làm mà chúng ta không có uất gì hết. Là chính vì vậy trong kỹ thuật truyền máu sau này người ta loại bỏ lympho hết, tại vì vào trong nó không có hoạt động được ha, không có hoạt động được, cho đó nó không tham gia đáp ứng miễn dịch dịch thể hoặc tế bào được thông qua tế bào CD4. Do đó thì người ta loại bỏ tế bào lympho đi là như vậy. Tại vì những cái tế bào, tại vì lympho đáp ứng miễn dịch đặc hiệu mà, nên do đó nó sẽ khó mà tham gia đáp ứng đặc hiệu thì phải thông qua phân tử HLA, do đó mà không trùng HLA đã không làm việc với nhau, không hợp tác. Thì ngoài đó là hoạt động về miễn dịch của cái phân tử HLA. Như vậy thì HLA có vai trò gì trong cái y học? Chúng ta làm luôn rồi nghỉ nha các anh chị. Được không? Dạ được. Làm khoảng tới 3 giờ 20, 3 giờ rưỡi vậy đó chúng ta nghỉ nha. Dạ. Ok, rồi. Đầu tiên thì có lẽ nói về vai trò của HLA thì ta nói chắc có lẽ là trong ghép thôi. Tại vì khi nghiên cứu về HLA ta xuất phát từ ghép thôi. Rồi sau này thì người ta mới tìm ra được một số các ứng dụng khác trong y học đối với phân tử HLA, như là vấn đề tìm về huyết thống, về pháp y, nhân chủng học, về bệnh học, cũng như là trong vấn đề truyền tiểu cầu. Như vậy thì đối với ghép thì trước hết thì muốn ghép được thì đòi hỏi người ta nếu mà muốn thải ghép càng chậm á, thì thời gian, nghĩa là cái thời gian mảnh ghép tồn tại trong cơ thể của người nhận lâu á, thì nó phụ thuộc rất nhiều sự đồng về phân tử HLA. Thì càng giống càng nhiều thì cái sự tồn tại của mô ghép nó sẽ lâu hơn so với những cái người có ít cái sự đồng phân tử HLA ha. Thì trước hết thì người ta ghi nhận như thế này thì phù hợp đó, phù hợp là cái gì? Thì ngoài ra cái HLA nó còn phù hợp về cái mô ghép, tức là về nhóm máu ABO hay là ABH. Thứ hai là phù hợp về HLA thì phải đo HLA giữa người cho và người nhận. Thì càng phù hợp nhiều thì thời gian thải ghép nó sẽ chậm đi. Thì trong hai nhóm thì HLA lớp 1 và lớp 2 thì lớp 2 nó đóng vai trò quan trọng hơn lớp 1 nha các anh chị. Giống lớp 2 càng nhiều thì càng tốt ha, thì thải chậm lắm. Còn trong đó thì chúng ta phải kể đến vai trò của DE, HLA DE. Còn đối lớp 1 thì chúng ta phải kể đến vai trò của HLA B, rồi A, rồi C. Thì do đó thì giống DE càng nhiều thì càng tốt. Sau đó thì người ta đỏ B rồi tới A, nếu không giống B thì phải A, thì C thì không quan trọng lắm ha. Ba cái DE, HLA DE, HLA B và HLA C, tức là OA, tức là ba cái rất là quan trọng trong vấn đề người ta đỏ phân tử HLA, vấn đề ghép. Thì quá trình thay ghép là do sự thâm nhiễm của bạch cầu đơn nhân thôi. Ngày chúng ta sẽ nói kỹ hơn về cái cơ chế thải ghép ở trong một tuần sau. Thì các anh chị cũng thì ta thấy vấn đề thải ghép chủ yếu là sự khác biệt về phân tử MHC hay là phân tử HLA lớp 2. Thì quá trình thải ghép thực sự đó là quá trình phản ứng của miễn dịch tế bào, ngoài ra cũng có sự tham gia của miễn dịch dịch thể. Thì quá trình mà nó cũng có sự tham gia của cái hoạt động miễn dịch dịch thể, nhưng mà đối với đáp ứng về thải ghép đối với dịch thể thì nó rất là cấp nha các anh chị, diễn ra rất là nhanh. Thì một số các biện pháp để ngăn hiện tượng thải ghép là trước khi ghép người ta phải thử HLA, phải đo chéo về phân tử HLA, phải tìm những cái kháng thể kháng HLA trong cơ thể của người nhận bằng kỹ thuật SPAT. Chúng ta sẽ được nói kỹ hơn vào tuần sau. Thì đây là những số người ta nhận định muốn ghép thì vấn đề là phải thuần DE càng nhiều thì càng tốt ha. Thì người ta thấy nếu mà phù hợp hai kháng nguyên A và hai kháng nguyên B, phù hợp 1A và 2B. Còn kém nữa, nếu mà phù hợp hai cái này thì tốt, thì sau đó người ta lựa từ từ như thế này.
thì càng về sau thì cái vấn đề mà thải ghép nó càng nhanh chừng đó. Đây là những cái nhóm mà người ta yêu cầu là chúng ta cần nên lưu ý khi chọn bệnh nhân giữa cái mô người cho và người nhận như thế nào. Thì đây là người ta cũng nói về cái sự phù hợp HLA-A-B cũng rất là quan trọng trong vấn đề về thành công việc ghép hay không. Thì việc đỏ chéo thì tuân thủ một số nguyên tắc nè, thì cha mẹ cho con thì giống nhau 50% rồi, anh em ruột có thể phù hợp 50, 25 hoặc phù hợp hoàn toàn vân vân, thì các chị cũng hiểu rồi đó, quy luật mang đen mà, cái tỷ lệ 1:4. Một cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi muốn nói đó là tại vì cái ghép tôi lướt nhanh thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tuần sau thôi. Một ứng dụng thứ hai mà HLA người ta làm, tại sao ta đưa ra cái chuẩn này, tại vì khi mà người ta nghiên cứu về cái HLA trên cái cấu trúc gen, người ta thấy độ phức tạp của phân tử H đã kiểu hình nó đã phức tạp rồi, để chọn ghép giữa người cho và người nhận có phù hợp hay không, bây giờ đòi hỏi tới kiểu gen nữa thì người ta thấy quá vô cùng phức tạp. Càng nghiên cứu sau thì người ta thấy là cái việc mà để tìm hai người có cùng HLA ghép với nhau là một điều vô cùng khó khăn, đặc biệt đối với những cái người mà không cùng huyết thống, do người ta thấy người ta mệt mỏi, người ta do đó có những trường phái người ta nói chả cần phải đo HLA, chỉ việc mà ghép đại đi rồi sau đó thì chúng ta cứ dùng thuốc ức chế miễn dịch như những cái đợt ghép sau này, khi không cùng hệ HLA thì ai cũng phải dùng ức chế miễn dịch, như vậy thì có cần phải thiết HLA hay không. Thì nhiều người thì người ta bàn cãi với đó, thì cái vấn đề và đo HLA thì vẫn là vấn đề mà người ta thấy có cái gì lấn cấn ở trong ghép. Tuy nhiên để bỏ thì người ta không dám bỏ. Cho đến ngày nay, một trong những cái tiêu chí ghép người ta vẫn đưa cái phần HLA lên hàng đầu để người ta quyết định chọn giữa người cho và người nhận, chứ người ta không có ghép bá vơ. Thì hôm nay các chị còn thấy là người ta còn ghép mà heo nữa rồi đó, tim heo trên tim người mà cũng không sống, mà không biết sống bao lâu thì không biết. Đó là một công trình người ta vừa báo cáo cách đây có 2-3 tháng gì đó, tôi không nhớ nhầm. Như vậy thì đó, thì các anh chị ta thấy quan trọng là người ta dùng thêm miễn dịch, nhưng mà cái khó là thuốc có chế miễn dịch thì giờ thì quá mắc các anh chị ha. Vấn đề ghép không phải là vấn đề khó khăn gì, tại vì cái tiền để mà xét nghiệm thì đúng là mắc thật, nhưng mà cái thủ thuật ghép thật ra chỉ là một hình thức thâu mạch máu thôi, nhưng cái quan trọng là sau ghép là cái hậu ghép đó là chi rất nhiều, tại vì thuốc ức chế miễn dịch rất là mắc mà không thể bỏ được nha. Do đó thì vấn đề người ta thấy ghép đó có cái gì đó để chắc tương lai người ta sẽ tìm ra một cái cách gì nữa nó sẽ tốt hơn về cái cúc nút ngôi hay không thì tôi không biết, để nhưng mà tôi thấy ghép nó cũng phức tạp khi tìm hiểu về sự giống nhau haplotype giữa người cho và người nhận trên cấu trúc về HLA thì khó. Từ đó thì người ta phải tìm một cái gì đó để người thoát ra, tại vì các chị biết ở nước ngoài thì khi mà các chị làm nghiên cứu khoa học thì không phải là một cái công ty người ta bỏ ra đâu, thường là nhiều công ty nó đến nó đưa những cái mạnh thường quân, những cái người, những cái hãng Việt nó đến nó đưa trường, tại trường là những cái trung tâm nghiên cứu rất là quan trọng đối với các đại học ở bên nước ngoài, thì người ta đổ tiền vô đó thì anh phải cho người ta ra sản phẩm, ta đổ tiền vô mà không sản phẩm ra không ra thì người ta không có đổ vô, do đó thì các lab ở bên labo mà sống được cũng nhờ tiền tài trợ của các mạnh thường quân và những cái hãng để nó đầu tư nghiên cứu, thì khi mà HLA làm được thì người ta bắt đầu đưa ra một số các lãnh vực khác để người ta tìm lối thoát cho phân tử, để người ta kiếm cái tiền để người ta nuôi sống labo. Thì một trong những ứng dụng người ta đẻ ra đó là về đề về nhân chủng học. Tuy nhiên về nước ngoài thì người ta làm gì chứ, tôi thấy về nhân chủng học đôi ở Việt Nam thì chúng ta cũng phí, tại vì nó tìm hiểu xem cái nguồn gốc của loài người, sự quan hệ của các nước như thế nào để có một cái tiếng nói chung, thì người ta làm nghiên về nghiên cứu học. Thì Việt Nam mình cũng có làm, tôi cũng có tham gia vào cái nghiên cứu về cái nhân chủng học của người Việt Nam, làm kết hợp với ở ngoài thầy Vũ Triều An để làm.
Tuy nhiên thì nó kinh phí nó lớn quá, cho đó thì chúng ta chỉ nghiên cứu ở trên một cái nhóm nhỏ thôi, chứ chúng ta không phải là ở như ở nước ngoài thì tiền họ nhiều lắm, họ nghiên cứu ở trên một cái phổ rộng hơn để tìm hiểu xem sự liên quan giữa các nước về dân tộc, bắt đầu con người từ đâu mà ra. Thì ở không quá đôi lúc người ta làm những chuyện như đó, mình thì mình chỉ là khoa học ứng dụng thì mình chung nhiều thôi, chứ còn nghiên cứu về khoa học cơ bản thì mình chưa có đủ tiền để mình làm những cái chuyện đó. Thì các anh chị thấy có những cái đề tài nghiên cứu về hằng số sinh học của người Việt Nam đây, chúng ta cũng không có làm một cách nó triệt để được nữa. Do đó các anh chị thấy là hằng số sinh học của người Việt Nam mình, chúng ta chỉ sử dụng những hằng số sinh học nước ngoài thôi, chứ còn những cái đề tài mà làm trên người Việt Nam mình, tôi thấy nó còn hạn hẹp, chứ người ta không có chi tiền cho chúng ta làm những cái chuyện mà nó không có khả dụng lắm. Do đó thì cũng nó những cái hằng số sinh học của người Việt Nam mình, những cái nó thì các anh chị thấy kết quả xét nghiệm chúng ta dựa trên những cái bản kết quả của người các hãng Việt đó đưa thôi, chứ đâu chưa có một cái nghiên cứu nào của người Việt Nam ở trên. À, thì do đó thì chúng ta thì là như vậy ha. Thì trở lại vấn đề thì nhân chủng học là cũng vậy đó, tức là ở bên nước ngoài thì nó tìm về cái nguồn gốc, thì nó làm về, nó phân tích về phần tử HLA của những cái nhóm người, ví dụ người da đen, người da trắng, hoặc là mình thì làm ở trên người miền Bắc, người miền Trung và người miền Nam và dân tộc thiểu số, để xem cái cội nguồn của người Việt Nam mình là gì, hoặc là bên đó thì đó là cội nguồn của họ là có quan hệ giữa Pháp, Đức, Ý như thế nào đó thì họ làm. Nhưng mà thì đó là cái vấn đề về nhân chủng học, một ứng dụng. Vấn đề về truyền tiểu con thì đây là một cái ứng dụng rất là nhiều, và các anh chị phải để ý đặc biệt ở những cái người mà làm công tác về truyền máu, hoặc là những cái lĩnh vực nào có liên quan vấn đề truyền tiểu cầu, bệnh lý về tiểu cầu cần có truyền tiểu cầu. Thì các anh chị phải biết đặc biệt tiểu cầu nó có phân tử HLA lớp 1. Cho nên khi mà truyền như vậy á, thì các anh chị cũng phải để ý là coi chừng nó sinh ra những cái tình trạng, nghĩa là khi truyền vào tiểu cầu mất tiêu và chúng ta không giải quyết được như thế nào. Tại vì khi truyền vào nó, thí dụ như ông A cho bà B, thì khi mà truyền tiểu cầu của ông A và bà B thì chắc chắn tiểu cầu ông A và bà B không cùng HLA với nhau, thì cơ thể sẽ sinh ra kháng thể kháng tiểu cầu của ông A. Lần đầu thì không có chuyện gì xảy ra, vẫn chấp nhận được. Truyền lần thứ hai cũng không có gì xảy ra, nhưng truyền lần thứ ba cũng lấy tiểu cầu của ông A cho bà B, thì rõ ràng khi truyền vào thì tiểu cầu hầu như không lên được. Tại vì vào trong thì những cái kháng thể kháng tiểu cầu nó sẽ hủy hết tiểu cầu thông qua cái phân tử HLA lớp 1. Do đó thì các anh chị sẽ thấy là đó là cái lý do là khi mà làm thì chúng ta phải để ý là chúng ta không nên truyền tiểu cầu ở cùng một cái đối tượng người cho trên một người nhận, thì nó rất dễ xảy ra cái hiện tượng về đáp ứng miễn dịch. Tôi chưa nói về những cái sốc, rồi chưa nói về những cái thay đổi về cái bệnh lý, những cái biểu hiện sau khi truyền tiểu cầu mà nó bị phá như vậy ha. Ở trên lâm sàng thì các anh chị nên hạn chế là không nên truyền cùng một cái tiểu cầu của một người cho trên một người nhận nhiều lần, thì nó sẽ nguy cơ dẫn đến một cái vấn đề là chúng ta giống như bỏ muối vào biển vậy đó ha. Và nó sẽ không, tiểu cầu nó sẽ không lên, nó không đáp ứng với vấn đề điều trị, và trong quá trình bị đáp ứng miễn dịch nó sẽ sinh ra những cái sản phẩm sinh học, nó có thể ảnh hưởng đến cái hoạt động sống của cơ thể của người nhận. Cho đó các chị lưu ý đến vấn đề rất là nhiều, tại vì trên cấu trúc của cái màng của lên của tiểu cầu nó có phân tử HLA lớp 1. Về nguyên tắc thì những cái tế bào nào không nhân thì không có, nhưng đặc biệt tiểu cầu lại có, tại vì trong quá trình sinh sản của tiểu cầu nó đặc biệt hơn những cái tế bào khác mà chúng ta sẽ nói lại ở trong bữa thứ ba.
Ngoài ra thì phân tử HLA nó còn liên quan đến vấn đề bệnh nữa. Thì một số ngày nay người ta nghiên cứu, người ta thấy thì cái này rất là hay các anh chị. Tại vì một số các trường hợp những cái người có HLA nào đó thì nó cái yếu tố về di truyền thì nó không rõ, những cơ địa những người đó dễ mắc bệnh hơn những người khác. Thí dụ như những người có HLA A1 thì dễ bệnh Hodgkin hơn những cái người khác, hoặc là A2 thì nó dễ bị sạc cơm hơn. Người có HLA A3 thì dễ bệnh cái hemacrotose, tức là nguyên phát, tức là bệnh lý về máu về. Hoặc là người B27 thì nó làm cái viêm dạ dính cột sống dễ hơn, hoặc hội chứng Reiter. Tôi có làm một cái đề tài phối hợp với sinh viên để làm cái đề tài, chúng ta phát hiện ra hầu như làm đối với là trung tâm chiến thuật chỉnh hình thì các anh chị sẽ thấy là những cái người bị dạ dính cột sống á, được chẩn đoán qua hình ảnh X quang ở trong cái chấn thương chỉnh hình của chúng ta thì các anh chị sẽ thấy hầu như 100% những cái người đó đều có B27 hết. Như vậy thì cái B27 không phải người nào có B27 đều bị dạ dính cột sống, nhưng những người đó có nguy cơ bị dạ dính cột sống cao hơn những người không có cái phân tử B27 ha. Thì đó nó có một cái nói liên quan nào đó, tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao nó có liên quan như vậy. Hoặc là viêm da khớp dạng thấp thì người ta thấy là những người có DR1 thì dễ bị viêm da khớp dạng thấp hơn những người khác. Hoặc những người có DR2, DR3, DR4 thì dễ mắc cái bệnh tiểu đường phụ thuộc insulin nha, tức là type 1 đó các anh chị. Hoặc là viêm tuyến giáp Hashimoto, hoặc là bệnh Basedow. Hoặc là bệnh nhược cơ so với những cái người khác thì đây là một cái yếu tố mà người ta và ngày nay thì khuynh hướng các anh chị thấy là người ta về y học thì người ta phòng bệnh hơn chữa bệnh đó các anh chị. Nếu mà chúng ta có điều kiện mà chúng ta biết phân tử HLA của chúng ta như thế nào thì cái nguy cơ chúng ta mắc những cái bệnh đó nó dễ hơn những người khác, thì chúng ta nên lưu ý hơn để chúng ta có thể điều trị sớm để tránh những cái biến chứng. Tuy nhiên thì nó giống như một con dao hai lưỡi, nếu mà chúng ta biết HLA của chúng ta mà điều này nó chơi thôi nha, mà chúng ta không có giữ kỹ thì cũng rất là nguy cơ. Tại vì nếu mà chúng ta biết, người ta biết được cái phân tử HLA của mình như thế nào thì giống như là ở bên nước ngoài đó thì có đó chứ không phải không có đó chị. Người ta phải giữ kín lắm, nhà đó nó gỡ người mà giữ cái bộ phận này phải thật là tốt ha, không có được bán thông tin. Tại vì nếu mà bán thông tin ra thì những cái người mà có nhu cầu ghép đó ha, ghép cơ quan mà nó biết mình có cùng hệ HLA với là đó, thì đặc biệt là người già mà ở bên nước ngoài thì nó bắn nó ship thì cái chuyện nó như cỡ bàn tay, nó chưa 100.000, 200.000, 1 triệu đô la thì nó kêu nó thủ tiêu, cũng dám thủ tiêu lắm. Ở Việt Nam mình thì không biết sao nhưng mà ở ngoài thì dám lắm á, cho đó người ta rất sợ ha, lộ cái phân tử HLA của người ta ra thì đó cũng là nó cũng quan trọng mà đôi lúc cũng rất là nguy hiểm, cho đó là phải cũng phải giữ mật lắm á ha, chứ mình không có nên ha nói mình là phân tử HLA nào mà mai không may mình trùng với một cái người nhà giàu nào đó mà họ cái cần cái tạng của mình. Mà tại vì tạng mình thì cái mô mình giống mô họ thì họ cũng dám giết mình. Nó đùa nha, nó đùa thôi nhưng mà cũng có thể xảy ra ha, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thật ra là may mắn quá thì cái việc xét nghiệm HLA bên mình mắc quá ra không ai làm hết nha. Không ai làm hết thì đó là cái phần mà HLA với bệnh tật. Số cái giả thuyết người ta đặt ra tại sao những cái người HLA đó thì họ dễ mắc bệnh hơn những người không có HLA đó. Thứ nhất là người ta cho là nó có một số thụ thể, tại vì cái phân tử HLA nó sẽ tạo ra một số thụ thể, và thụ thể đó
nó tạo điều kiện cho bệnh lý dễ xâm nhập hơn những cái người khác, giống như như một cái receptor để nó gắn trên những cái thụ thể, những cái yếu tố gây bệnh nó gắn trên thụ thể đó, nó vào trong nội bào để nó gây bệnh. Hoặc là có sự phản ứng chéo giữa cái HLA với lại tác nhân gây bệnh, do đó nó gây ra một số các bệnh lý về tự miễn trong cơ thể của chúng ta. Hoặc là tế bào trình diện kháng nguyên nó không thực hiện được vai trò của trình diện kháng nguyên đối với tư tưởng, do đó các tế bào của thẩm quyền miễn dịch nó không nhận diện được thông tin, do đó không có do không có cái nhóm phù hợp trên các tế bào trình diện kháng nguyên, do đó nó không, cái hệ thống miễn dịch nó không có làm việc được, do đó nó không diệt được tế bào đích, do đó thì bệnh lý nó sẽ dễ phát triển hơn trên những cái người khác. Cái vấn đề thì đó là một cái số cái giả thuyết người ta đặt ra tại sao trên cơ thể những người có HLA như vậy thì dễ mắc bệnh hơn những cái người khác là như vậy, để giải thích về cái mối tương quan của HLA với lại bệnh. Thì cái vấn đề mà nói sơ qua một chút xíu về cái việc chẩn đoán phân tử HLA, người ta như lúc đầu tôi nói có hai kỹ thuật để chúng ta làm, đó là kỹ thuật đọc tế bào và kỹ thuật trên PCR. Đọc tế bào tức là về nguyên lý của nó là nó sẽ dùng những cái kháng thể để nó gắn trên những cái kháng nguyên, và sau đó do bổ thể vào thì bổ thể sẽ hủy màng tế bào, và người ta đọc trên cái là sự sống chết của mỗi cái giếng để người ta biết được cái phân tử HLA. Thì làm sao để người ta chiết tách được những cái kháng thể kháng HLA đó, thì người ta dựa trên những cái người phụ nữ có thai. Thì các anh chị biết là có thai tức là mang bán ghép, thì cơ thể người phụ nữ sẽ sinh ra những cái kháng thể kháng HLA của người con nhận được ở một haplotype của người cha, thì sẽ sinh ra kháng thể để kháng haplotype đó. Thì nhân cơ hội đó thì người ta sẽ lấy máu của người phụ nữ có thai, và trong đó có những cái kháng thể để người ta làm bộ kit chẩn đoán kháng nguyên, để có kháng thể thì chúng ta sẽ chẩn đoán được kháng nguyên. Hoặc dựa trên những cái người truyền máu nhiều lần thì cũng vậy thôi, tức là trên những người mà truyền máu mà máu toàn phần á, tại vì có những cái tế bào lympho ở trên đó, thì người ta dựa trên cơ sở nó sinh ra những anti đó thì người ta chiết tách ra ha. Thì cái này là công việc của tôi ngày xưa tôi học ở bên đó, là tôi sẽ làm mấy cái chuyện này đây. Hoặc là sau khi những cái người ghép tạng mà không có cùng hệ HLA thì người ta cũng có những kháng thể kháng lại phân tử HLA mà là đối với người nhận, nghĩa là người nhận không có cái sự hiện diện HLA của người cho, tương đồng thì nó sẽ sinh ra kháng thể kháng HLA của người cho, và người ta dựa trên cái cơ sở đó người ta chiết tách những cái máu của những cái người này để người ta lấy ra những cái kháng thể và giúp dùng cái kháng thể đó để người ta chẩn đoán kháng nguyên. Thì đó là cái kỹ thuật đó như thế này, người ta bỏ những plaque ở trên đây, người ta bỏ những cái kháng thể ví dụ như là anti A1, anti A2, anti A3, thì người ta sẽ bỏ ra và người ta sẽ biết mỗi cái giếng này nó có những cái kháng thể nào, và sau đó thì người ta sẽ lấy cái lympho của người cái người mà chuẩn bị ghép đó, để người ta chẩn, cái người mà cần chẩn đoán về HLA, ta lấy lympho ra người ta bỏ trên những cái giếng này. Thì sau đó thì các anh chị biết là khi những cái lympho nó có những cái kháng nguyên tương đồng với kháng thể của từng loại giếng thì nó sẽ kết hợp lên. Khi nó kết hợp đó người ta sẽ cho bổ thể vào, thì bổ thể đó nó sẽ đục thủng cái màng và người ta bỏ phẩm nhuộm, thì phẩm nhuộm đó nó sẽ thấm vào trong nội bào và người ta đọc cái tế bào sống chết ở trên cái plaque qua kính hiển vi soi ngược, thì người ta sẽ định được cái, nếu mà nó chết có nghĩa là cái tế bào này nó có cái HLA tương đồng với cái kháng thể trên giếng, thì đồ đây là dương tính thì ta biết như vậy anh này có kháng nguyên A1, tại vì người ta bỏ cái anti A1 ở trong đây, HLA-A1 thì người ta biết là người này có HLA-A1 ở trên đây, và tương tự như vậy người ta sẽ làm, thì đó gọi là kỹ thuật đọc tế bào nha các anh chị. Thì đây là cái mô hình, thì đây là âm tính tế bào nó còn sống, nó không có tế bào lympho nó còn sống, nó ròn do. Còn đây là cái hình ảnh dương tính là tế bào nó bị bể hết rồi các anh chị,
bị bể. Thì đọc như vậy chúng ta biết à đây là cái giếng nó dương tính và người ta chẩn đoán đây là tế bào nó bể nè các anh chị. Thấy không? Bể. Các anh chị nhìn kỹ á, phóng đại lên các anh chị thấy nó bể hết rồi. Còn chứ nó không có tròn giò, nó phát sáng gì thế này đâu. Đây kính vi sâu ngược sâu từ dưới nó sẽ phản ánh sáng lên. Thì các anh chị thấy mà nếu phóng đại lên các anh chị thấy tế bào nó bể dữ lắm nè, bể hết rồi. Thì đây thì dương tính nha các anh chị. Còn kỹ thuật mà quét đại DNA á, thì bằng cái PCR thì đầu tiên người ta cũng lấy tế bào lympho, sau đó người ta sẽ phá tế bào lympho đó ra và người ta lấy DNA, và sau đó DNA đó đã được quét đại trong cái máy quét đại. Và sau đó thì ta dùng kỹ thuật lai để người ta phát hiện cái DNA là nó trùng thì nó sẽ những cái crop này nó sẽ gắn lên và ta nhuộm màu. Thì các anh chị sẽ thấy nó sẽ lên những cái màu. Đây là kỹ thuật về PCR. Kỹ thuật này hồi lúc tôi làm thì phải mất 2 ngày nhưng bây giờ thì nhanh lắm các anh chị, nhanh rất là nhanh. Cái ngày xưa mà khuếch đại rồi lấy ra rồi nhỏ trên này rồi đọc cái này là phải mất gần 2 ngày nha. Phải mất là 2 ngày thì mới có kết quả PCR. Thì kỹ thuật này là chiết tách nè, rồi để trên probe để nó gắn rồi nhuộm nha. Rồi nó sẽ hiện trên những cái vạch này. Và trên thẻ này nhiều vạch lắm, nhưng mà nó cái nào dương tính thì nó hiện và chúng ta sẽ đưa cái vạch này chúng ta đọ lên cái bản đồ mẫu. Thì chúng ta biết nếu mà nó hiện trên vạch này thì nó tương ứng với lại cái phân tử. Hồi đó đó chứ giờ đưa vô máy là nó đọc nó ra hết ha. Đọc rất là nhanh, đưa thẻ vô đọc ra liền kết quả cho chúng ta. Chứ không phải như ngày xưa mà ngồi để làm thủ công ngồi đọ. Thì mỗi ngày một tân tiến ha, cũng gần mấy chục năm rồi. Ừ. Qua bệnh cũng ba mấy năm rồi. Thì nó tiến bộ rất là nhiều rồi. Ha. Đó là kỹ thuật. Và đây là cái những cái probe, những cái stick của nó nè các anh chị. Thì khi mà nhuộm ra thì nó sẽ ra đây. Đây là cái que. Nó có nhiều vạch nhưng lúc này chưa có làm. Que này là que nguyên. Khi làm rồi nè, bỏ vô mình phẩm nhuộm. Ha. Thì các anh chị nó lên những cái vạch khác nhau, những cái vị trí khác nhau. Thì mỗi tìm những cái vị trí này chúng ta sẽ xác định nó là cái phần tử HLA gì. À, đó là kỹ thuật PCR, là SSO của chúng ta làm. Thì bài đến đây là hết. Thì chúng ta cũng giới thiệu cho các anh chị một số khái niệm về phần tử HLA và ứng dụng cái phần tử HLA như thế nào trong y học. Và nó rất là quan trọng trong vấn đề hợp tác của các tế bào miễn dịch. Nếu mà trong cơ thể chúng ta phải các tế bào chỉ có hợp tác khi nó cùng hệ HLA với nhau thôi, chứ không cùng hệ HLA nó không có thể nó hợp tác với nhau được. Do đó thì cơ thể chúng ta nó rất là hoàn chỉnh các anh chị. Rõ ràng một điều là nó rất là hoàn chỉnh và nó làm việc rất là bài bản với nhau, chứ không có làm việc một cách ngẫu nhiên đâu. Nó rất là bài bản, đặc biệt cái hệ miễn dịch. Tại vì nếu mà không bài bản như vậy nó sẽ dẫn đến một bệnh lý rất là khổ cho chúng ta, đó là bệnh lý về tự miễn. Một cái bệnh lý mà nó những cái tế bào miễn dịch chúng ta nó tự nó hủy những cái thành phần mô của chúng ta thì rất là nguy hiểm cho nó. Sở dĩ nó không hủy mô tại vì cơ thể chúng ta nó đã biết cái gì của ta và công cụ của ta. Thời kỳ nó còn là phôi thai, tức là trong quá trình nó phát triển, nó tiến rất ra đã học biết được cái gì của ta và công cụ của ta qua thuyết chọn lọc dương tính và âm tính trong quá trình phát triển của các tế bào miễn dịch. Đặc biệt đối với những cái tế bào miễn dịch đặc hiệu trong cơ thể của chúng ta. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm như thế vậy. Thì ta thông qua phần tử HLA thì phần tử HLA là cái gì? Và nó tại sao thì người cơ sở phát triển nó từ đâu mà ra? Và ngày nay người ta ứng dụng phần tử HLA như thế nào trong y học? Thì chúng ta đã làm việc với nhau cũng gần được tiếng mấy rồi ha. Anh chị có cái gì thắc mắc không? Gần 2 tiếng. Nếu không có cái gì thắc mắc thì anh chị cần cái bài của tôi đó. Thì các anh chị nhắn cái địa chỉ qua đi. Tôi sẽ địa chỉ email tôi sẽ gửi bài nha. Rồi, tôi thấy có người gửi rồi đó. Có 2 người rồi. Đâu rất mất tiêu rồi, không biết. Rồi các anh chị có gì thắc mắc không? Nói vậy thì ta ngừng nha.
Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi, cái gì gặp sau tuần sau.